thứ nhất người chơi phong giao thị bất cú tự be một chung mạt. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Tân thủ thế giới yêu thương. May mắn lớn nhất trong cuộc sống con người, không gì bằng tại trong đời hắn, tức tại hắn trẻ trung khỏe mạnh thời điểm phát hiện sứ mạng của mình. Tự do ở nơi nào nhận hạn chế, trò chơi liền ở nơi nào chung kết mà đối mặt với bị hạn chế tự do, có người đem dùng cái này giấy lên tuyên chiến chi hòa bởi vì yêu quý một cái thế giới, nó vốn cũng không cần bất kỳ lý do gì, trích lục tự 2021, 10. 12. Tương lai, thế giới trò chơi nhân loại diễn đàn, top 3 hỏa thiếp, thứ nhất người chơi Tô Minh An cùng hắn Hải Đăng. Leng keng, thế giới trò chơi đang lốt, Tô Minh An ngẩng đầu. Hắn dụi dụi con mắt, cảm thấy mình là thức đêm cắt video nghe nhầm rồi. Hôm nay bất quá là một ngày rất bình thường hắn nhớ tới chính mình hôm qua thức đêm cắt video còn chưa kịp thượng truyền bê đứng liền bị một cái tự xưng bê đứng nhân viên công tác người gọi vào quán cà phê tới hắn ngáp một cái nhìn xem trước mặt rộng rãi sáng người quán cà phê tô tiên sinh tô tiên sinh trước mặt truyền đến mang theo mị ý giọng nữ tóc dài nhuộm đỏ, như hoa hồng bình thường nữ tử ngồi tại trước mắt, môi đỏ khẽ nhếch uyển chuyển thân hình nghiêng về phía trước, rơi đuôi câu trong giọng nói dương. Chúng ta muốn mời ngài, tham gia một trò chơi, nữ nhân nói như vậy. Ta tạm thời không có quyết định này, Tô Minh An nói. Hắn là loại kia không lộ mặt trò chơi dẫn chương trình, nếu như là cùng loại với trực tiếp chương trình truyền hình thực tế áp chủ liên động trò chơi, hắn tham gia không tới xoạt xoạt trang giấy dán bàn cạo xoa tiếng vang lên nữ tử đem tay đè tại một tấm đen nhánh tấm thẻ bên trên đưa tới lần này trò chơi không giống nhau lắm nàng nói ngài sao không nhìn xem đâu hắn rơi xuống ánh mắt kia tấm thẻ bên trên điểm màu sắc huyết hồng văn tự giống từ máu tươi phác họa lấy thế giới vì sân thi đấu lấy chân thực sinh linh làm sinh mệnh đầu nhiều người online vô hạn phó bản mô phỏng chân thật thế giới, chiến lực vật lộn, toàn cầu người chơi, nhiệt liệt thi đấu, cao đẳng trò chơi, chờ ngươi tới chơi, kiêm miêu tả, như là trên website bắn ra tới Mỹ nữ cờ bài trò chơi bình thường sốc nổi. Tô Minh An nhìn xem như thế không chính quy nơi tổ chức thức, nhíu nhíu mày. Không có hứng thú, hắn nói, đem đen thẻ vứt cho nàng, theo trên ghế dựa cầm lấy quần áo, xoay người rời đi. Ngài này vừa rời đi, nhưng biết chính mình muốn thông hướng một đầu dạng gì con đường, nữ tử nói. Nhưng nếu như đây là ngài lựa chọn, Tô Minh an bước chân không ngừng. Nữ tử lặng lặng mà nhìn xem hắn rời đi, không tiếp tục giữ lại. Nhưng kia trên mặt của nàng, nhưng dần dần dơ lên vi diệu ý cười. Bá bên cạnh cỗ xe lao vùn vụt mà qua tóe lên trên mặt đất nước hắn nhảy tránh thoát sau lưng truyền đến người đi đường khác đối với xe thể thao mắng trách móc cam lâm nương rồi bão tố được nhanh như vậy chạy đi đầu thai rồi bị tung tóe một thân nước đại hán khẩu nôn hương thơm tô minh an tre bị đại hán gầm thét chấn đến lỗ tai hắn năm nay 18 tuổi, sinh viên đại học năm nhất, vừa khai giảng một tháng, học tập cho nơi đó một chỗ phổ thông đại học, chuyên nghiệp là tâm lý học. Bình thường hứng thú là xem triết học cùng thám tử loại tiểu thuyết, nhìn qua chỉ là phổ thông một cái sinh viên, thế giới trò chơi đang lốt, hắn mơ hồ nghe được thanh âm như vậy. Thanh âm này, tự đêm qua thức đêm cắt video lúc liền liên tục tồn tại, giống như là đang nhắc nhở hắn, có chuyện gì sắp xảy ra khoa học thế giới, không tin ma pháp, loại chuyện này hắn cũng nói không nên lời. Hắn dừng bước một lát, đánh chiếc xe, ban đêm hắn muốn tham dự cao trung đồng học sinh nhật yến hội. Trên xe taxi, truyền đến trong xe phát thanh thanh âm. Theo kiêu thự viện khoa học chuyên gia động mạch tim ngoại khoa cấy ghép đoàn đội tại cả nước cung hệ thống thống ban bố tin tức song tâm phẫu thuật đã tiến vào thí nghiệm mấu chốt kỳ. Trong tương lai, đem hai trái tim kết hợp có thể trợ giúp mọi người kéo dài tuổi thọ. Này lý luận vẫn ở vào thí nghiệm giai đoạn, thỉnh dân chúng không cần bắt trước. Tô Minh An có chút ngoài ý muốn. Lại này có khả năng nguy hại đến xã hội an toàn tin tức, thế mà cũng có thể đi vào trong xe phát thanh bên trong. Nếu như thân mật phẫu thuật vậy thì thôi, nhưng song tâm phẫu thuật lại là xác thực sẽ sinh ra dung truyền một trái tim liền đối với ứng một nhân loại loại sinh mệnh, đây là thiên nhiên tiến hóa quy tắc. Mà sinh vật học bên trên cũng không có nhân loại theo như lời quyền lợi, chỉ có các loại khí quan, năng lực cùng đặc tính. Nếu như muốn cưỡng ép vi phạm điểm này, cướp đoạt người khác trái tim, liền sẽ không cách nào tránh khỏi tước đoạt người khác sinh mệnh. Tuy rằng, theo đại cục lên mà nói, có ít người đại ái vô cương, khả năng đem trái tim của mình giao cho người khác sử dụng nhưng càng nhiều sẽ phát sinh, là đối trật tự xung kích. Mua bán, giao dịch, quyền mưu, đạo đức bảng giá, dư luận, tình cảm thiên nhường, tàu điện nan đề, không được công nhận đổi thành hy sinh. Đây đều là khả năng tồn tại vấn đề. Hắn đến tụ hội địa điểm. Tên là thầm tuyết nữ đồng học mang theo hắn đi vào trong phòng, hôm nay là sinh nhật của nàng Yến hội nàng đôi mắt sáng nhuận ôn nhu ánh sáng, trên mặt trang rất nhạt nhưng hiển nhiên là tỉ mỉ trang điểm qua. Hắn ngoài ý muốn phát hiện chính mình là cái thứ nhất đến. Trong phòng bếp, thẩm tuyết bà con xa Lưu An đang ngay tại chuẩn bị cơm tối. Người bận rộn, video làm thế nào à nha, nàng cười hỏi. Còn có cuối cùng một đoạn. Tô Minh An có cái kiêm chức thân phận là trạm bê áp chủ, bình thường không có việc gì mở một chút trực tiếp. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem kim đồng hồ chỉ hướng 6 giờ. Những bạn học khác đâu? Tập thể đến muộn sao? Lát nữa đi, khả năng, Thẩm Tuyết nhẹ nhàng nói. Ăn mặc tạp dề ở không thiếu nữ, dần dần ám trầm sắc trời, trong phòng đặc thù hương khí, có chút mập mờ không khí. Tô Minh An nghe nói Thẩm Tuyết đã từng thầm mến qua chính mình, bất quá đây đều là tin tức ngầm, dù sao mình có cái gì đáng cho nàng nghiêng thân tướng hứa đâu? Hắn nghĩ như vậy, bỗng nhiên trông thấy nàng tại bên cạnh hắn ngồi xuống, không nói lời nào, chỉ là chống đỡ cái cầm, nhìn qua hắn. Thế nào, Tô Minh An, thẩm tuyết quả nhiên mở miệng. Sau khi tốt nghiệp đại học, ngươi muốn đi làm cái gì, ừm. Có thể là nghề tự do người đi, Tô Minh An nói. Vậy ngươi tại sao phải tuyển tâm lý học, ta nghĩ. Tìm kiếm nội tâm yên tĩnh, hắn nói lúc trước cố ý vào internet lục soát một vòng tất cả đều là không cần học kinh tế mau trốn không cần học phương pháp mau trốn không cần học sư phạm mau trốn loại này vì lẽ đó ta liền báo cái không như thế nào gọi mau trốn chuyên nghiệp kết quả rất không tệ ta thích tâm lý học thẩm tiết nghe cười con mắt của nàng cong cong giống hai đôi xinh đẹp huyền nguyệt Tô Minh An nghĩ đến đối phương đều quan tâm như vậy hắn, hắn cũng phải lễ phép tính về một câu. Như vậy còn ngươi, thẩm tiết, ngươi muốn làm cái gì, thẩm tiết ánh mắt ngưng lại. Giờ khác này, thân hình của nàng biên giới cũng bị ánh đèn chiếu nhu hòa một vòng, phảng phất có cổ lão bức tranh thuốc màu chảy xuôi tại trên người nàng. Ta nghĩ đi xem biển cả. Một lát sau, nàng nói như vậy. Xem biển cả, đơn giản như vậy sao, ừm, nàng nói ta chưa có xem biển cả bởi vì ta không thể rời nhà bên trong quá xa ánh mắt của nàng ẩm ướt lộc đồng thời lại vô cùng thanh tịnh ta cảm thấy dù là một cái lại kém cỏi lại đồ vô dụng đi đến thế này cũng sẽ có được vết tích nàng bỗng nhiên nói trông thấy biển cả kỳ thật chỉ là ta một cái nguyện vọng ta nghĩ trông thấy bát ngát bầu trời cùng biển cả ta nghĩ ta nghĩ mở tiệm thợ may cho người ta khâu cúc áo cắt quần áo ta nghĩ đi tòa báo trở thành phóng viên đi khắp thế giới này hiểu rõ gặp nạn thợ mỏ quan tâm đẫm máu chân tướng biểu đạt đối với thế sự oán giận ta nghĩ nàng tiếng nói nhạt nhẽo ta nghĩ cố gắng qua hết cả đời này tô minh an có chút không cách nào nói tiếp hắn không biết chủ đề là thế nào đột nhiên tiến triển đến dạng này hắn lý giải nàng trong lời nói lộ ra ý tứ nàng lạc không muốn bị khốn tại tháp ngà cùng làm từng bước công việc mà là hy vọng có được phong phú mà giàu có tinh thần cùng tràn ngập khát vọng cùng kích tình lữ trình nhưng này sao mà khó khăn nếm điểm điểm tâm đi thẩm tuyết bỗng nhiên dừng lại chủ đề đưa cho hắn một quả hoa quế bánh mà tại tô minh an tiếp nhận hoa quế bánh một sát na kia thẩm tuyết đột nhiên đánh tới nếu là bình thường nam sinh, nhìn xem ban hoa cứ như vậy nhào lên, khẳng định hưng phấn đến cái gì đều quên. Nhưng Tô Minh An lại rất cảnh giác, hắn biết được khác thường tất có yêu đạo lý, tay của hắn, nháy mắt hướng về bên hông sờ soạng, thầm tiết tay bỗng nhiên đưa qua đến, lạch cạch một tiếng. Hắn mang theo người phòng thân chỉ thủ bị đánh rớt trên mặt đất, Tô Minh An lúc này mới phát hiện, khí lực của hắn không biết từ lúc nào, đã sói mòn sạch sẽ là trong phòng kia cỗ hương. Mê hương sao? Người muốn làm gì? Tô Minh An ánh mắt lạnh. Thế mà mang theo trong người loại vật này. Thẩm tuyết không có trả lời, nàng nhìn qua mặt đất kia lên lẻ loi trơ trọi phản quang trủy thủ. Biết người không có cảm giác an toàn, nhưng ngay cả ta cũng muốn phòng bị sao. Tùy thân mang theo chỉ thủ là Tô Minh An thói quen, hắn không nghĩ tới, vậy mà lại tại một ngày này bị dùng đến. Thầm Tuyết mê choáng hắn, là muốn làm gì? Ta, hắn mở miệng. Phốc xương mù dày đặc hương vị tại trên mặt lan tràn, thiếu nữ trong tay, một bình phun xương chính đối hắn. Kể từ hút vào kia xương mù về sau, toàn thân hắn khí lực đều tại biến mất. Bên tai truyền đến thiếu nữ nhẹ nhàng tiếng nói, bật hơi ấm áp, giống lông vũ ngứa. Ta chỉ là thích ngươi mà thôi a, à. vĩnh viễn ở bên cạnh ta. Đi. Tô Minh An nhắm hai mắt lại, kèm theo ngực đau xót, truyền đến đau cắt bình thường cảm giác đau, hắn một điểm cuối cùng khí tức biến mất. Đối phương, thế mà là muốn giết hắn. Vì cái gì? Nàng rõ ràng vừa mới còn tại nói chuyện phiếm không cùng biển cả thế giới trò chơi đã chính thức bắt đầu kiểm chắc đến một người tân thủ cửa ải thất bại, bình xét cấp bậc d sắp trở về tiến vào một tỷ thế giới loài người trò chơi khai mạc nghi thức phát sinh không biết sai lầm trở về tạm dừng bỗng nhiên hắn nghe được một tiếng không giống bình thường tiếng nhắc nhở một tiếng này giống như là ở đáy lòng hắn bên trong xuất hiện chuyên môn nói với hắn cùng lúc trước lạnh lẽo hệ thống nhắc nhở âm thanh khác biệt đây là trận ôn hòa giọng nam ngay tại xác định thế giới tuyến ngay tại quy hoạch thế giới kết cục quy hoạch hoàn thành, trò chơi bắt đầu, đuổi theo bình minh thủ vọng giả, bi 3030 hào người chơi, hoan nghênh trở về. Không nhìn tử vong quyền hành đã giao tới trong tay của ngươi, thế giới đang chờ đợi ngươi, duy nhất đứng tại dòng sông thời gian bên cạnh người, thỉnh đem hết khả năng. Chung kết cái này nhân loại đánh cực hết thảy trò chơi, người đem có được hào quang sáng ngời tương lai, những âm thanh này biến mất, ngài đã tử vong, phải chăng lựa chọn lốt. Hư giả trò chơi bắt đầu. Chương mở đầu chân thực trò chơi bắt đầu. 14 chương, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Thứ nhất người chơi phong giao thị bất cú một chương tử vong hồi sinh. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com, ta đây là chết rồi. Tô Minh An trái tim còn tại phốc phốc trực nhảy, kia cỗ vô lực tử vong cảm giác còn tại. Hắn phát hiện chính mình phiêu phù ở trong một vùng hư không? Trò chơi đã bắt đầu, hắn lẩm bẩm. Trò chơi mục đích là cái gì, rất rõ ràng, tại hắn bước ra quán cà phê một nháy mắt, hắn liền theo hiện thực bị kéo vào trong trò chơi. Của hắn thắng lợi điều kiện nên là tránh né thẩm tiết tập kích hoặc là phản sát thầm tiết loại hình nhưng mình vừa rồi cũng không có phát giác được trò chơi đã bắt đầu liền bị thầm tuyết vượt lên trước giết chết vì lẽ đó ấn lý tới nói chính mình cũng đã tử vong đã thất bại mới đúng nhưng bây giờ đã tử vong hắn trước mặt bỗng nhiên xuất hiện hai cái hình tượng một cái là hắn buổi chiều đứng tại bên đường hình tượng một cái là cái kia bóng đêm ám trầm gian phòng lưu trữ thời gian điểm một buổi chiều bên đường lưu trữ thời gian điểm hai ban đêm gian phòng rất hiển nhiên tô minh an có được tồn lốt năng lực tại lựa chọn tương ứng thời gian điểm về sau hắn có khả năng trở lại thời gian lúc trước điểm hắn không rõ ràng thông thường sinh hoạt vì sao lại biến thành dạng này nhưng hắn nhất định phải trước sống sót mới có thể biết được càng nhiều tin tức hắn cần tránh đi cái kia động một chút lại muốn mạng hắn nữ hài Bất kể nói thế nào, đánh trước thông cái này đột nhiên xuất hiện trò chơi cửa ải đi. Tân thủ cửa ải thoáng qua một cái, hẳn là cái gọi là một tỷ thế giới loài người trò chơi khai mạc nghi thức, nơi đó hẳn là sẽ giảng giải quy tắc. Tô Minh An suy tư một lát, đọc lưu chữ hai. Tô Minh An mở to mắt. Trước mặt tầm mắt còn có chút mơ hồ, nhưng lờ mờ có thể thấy được thiếu nữ mép váy tại đọc lưu chữ hai về sau hắn về tới nửa giờ trước ban đêm gian phòng thời gian điểm thẩm tuyết chính cười nhìn xem hắn trong tay mang theo mê người điểm tâm bảng tô minh an tiếp nhận điểm tâm thăm dò tính dưới đất thấp ngữ một tiếng không nghĩ tới trước mặt đột nhiên sáng lên một khối màu xanh thẳm màn ánh sáng xuất hiện ở trước mặt hắn nhưng hắn còn không có nhìn kỹ liền nghe được hệ thống nhắc nhở nhắc nhở không một Ngài trước mắt ở vào tân thủ cửa ải bên trong. Nhắc nhở không hai Trước mắt mục tiêu. Sống sót nhắc nhở không ba Ngài đã phát động manh mối cơ chế. Ngài có thể tìm kiếm manh mối, cải biến tự thân hành động, đạt tới khác biệt kịch bản kết cục. Nhắc nhở không bốn Trước mắt có thể đạt tới thành kịch bản kết cục. He, happy end, tốt kết cục. Thiên sứ trái tim te, chu en, chân thực kết cục như ở trong mộng mới tỉnh ne no mồ en phổ thông kết cục song tâm người quả nhiên là trò chơi nếm điểm điểm tâm đi thầm tuyết ở một bên nói nhìn vô cùng bình thường nhưng ở tô minh an nhìn về phía nàng lúc hắn minh xác thấy được một đạo tại trong tầm mắt hiển hiện văn tự sao đạt được manh mối tam kỳ quái nhô lên kỳ quái nhô lên ta phát hiện thiếu nữ trước mặt mép váy căng phồng đến cùng là ẩn giấu chút gì đâu Ta vì thế cảm thấy hiếu kỳ, nhưng ta đại khái không có dũng khí thò tay đi xem, thông quan tiến độ. 10% manh mối đã ghi vào manh mối cột bên trong, có thể tùy thời xem xét, hắn trông thấy, tầm mắt dưới góc phải xuất hiện một cái manh mối bản khối. Ý thức khẽ động liền có thể ấn mở, trông thấy bên trong trưng bày manh mối miêu tả. Tô Minh An buông xuống điểm tâm, cầm điện thoại di động lên. Ta đi chuyến phòng vệ sinh. Hắn cần đi trước một ít những địa phương khác, chỉ ít tránh đi thầm tiết ánh mắt. Đầu tiên, thầm tiết váy căng phòng, rất rõ ràng cất dấu phun xương. Thứ hai, nơi này là nàng sân nhà, thân thích của nàng Lưu Anna còn tại phòng bếp, nếu quả như thật cùng nàng đánh nhau, chính mình sẽ ở vào sân khách thế yếu. Hắn cần tìm được một cái ngăn cách đối phương tầm mắt không gian, nghiên cứu chính mình đã có ưu thế, lấy ưu thế đối với thế yếu, mà không phải trực tiếp mãng lên hắn đứng dậy, chân có chút như nhũn ra, bước chân thẳng tắp hướng về có khóa cửa gian phòng đi đến. Khi đi ngang qua giả áo lúc, hắn trông thấy trên kệ áo treo kiện tiết trắng quần áo lao động, phía trên treo cái treo bài. Sao đạt được manh mối nhị kiêu thự viện khoa học phó viện trưởng Lưu Anna thân phận bảng tên. Song tâm phẫu thuật người phụ trách chủ yếu Lưu Anna thông quan tiến độ. 20% hắn bỗng nhiên nghe được một luồng kỳ dị hương vị, trực tiếp hướng hắn trong lỗ mũi chui, sao đạt được manh mối tam formalin, formalin. Vì cái gì tại thầm tuyết trong nhà, sẽ có formalin hương vị. Chẳng lẽ, nàng cũng thích dùng formalin phối đồ ăn ăn, danh từ giải thích. 35% đến 45% formaldehyde dung dịch vẻ ngoài không màu trong suốt, có tính ăn mòn, công dụng rộng khắp, cũng dùng cho thi thể chống phân hủy, thông quan tiến độ. 30%, Tô Minh An cấp tốc tiến vào phòng vệ sinh, khóa chặt cửa cửa sổ độ cao không cao, thẩm tiết ra tại lầu 2, hắn theo trên cửa sổ nhảy xuống, cũng không về phần bị thương nặng hắn dẫm lên gạch men xứ, thân thể treo ở bên cửa sổ, chân lại đột nhiên đụng phải cái gì? Có hốc tối, Tô Minh An Đình chỉ vượt qua cửa sổ động tác, mở ra gạch men xứ hạ hốc tối. Hắn phát hiện một đống chứa ở trong hộp công cụ phẫu thuật khí cụ thuốc mê những vật này, cùng với một phong trần bệnh thư thông báo, kiêu sở đệ nhất bệnh viện nhân dân người bệnh thầm tuyết đồng chí hiện tại ta viện tiếp nhận khoảng cách trị liệu dù tích cực cứu chữa nhưng tình huống hướng tới chuyển biến xấu. đặc biệt truyền đạt mệnh lệnh bệnh tình nguy kịch thông chi nhân đây báo cho khả năng xuất hiện hậu quả. từ trên tổng hợp lại người bệnh tự nguyện từ bỏ trị bệnh bằng hóa chất làm thủ tục xuất viện người bệnh ký tên thẩm tuyết một phong ngắn gọn trần bệnh thư thông báo. Tô Minh An nhìn xem này thật mỏng một trang giấy, tay đều đang run rẩy. Nguyên lai like là dạng này, bởi vì bệnh nan y đến giai đoạn cuối, không có hy vọng sống sót, Thẩm Tuyết mới muốn ủy thác thân là phó viện trưởng Lưu An Na, lấy thân thể của hắn vì khí quan bộ phận nơi phát ra làm giải phẫu. Lấy tiếp diễn tính mạng của nàng. Vì lẽ đó, lúc trước hắn mới có thể chết tuy rằng cái này phẫu thuật nhìn rất không hợp thói thường rất không có khoa học căn cứ nhưng đã bị lưu anna mê mẩn tâm trí sắp gặp tử vong nàng tin tưởng lưu anna nói song tâm phẫu thuật vẻn vẹn ở vào thí nghiệm kỳ không thành công án lệ nhưng đã sắp gặp tử vong người chỉ cần thấy được cuối cùng một gốc cây cỏ cứu mạng đều sẽ liều chết đi đoạt tựa như như bây giờ nàng muốn giết hắn dùng hắn hoạt bát sinh mệnh đi cung cấp nuôi dưỡng nàng cuộc đời còn lại hắn nhìn chằm chằm tờ giấy này bỗng nhiên ngửi thấy một luồng quen thuộc mê hương hương vị mùi vị kia là theo trong khe cửa truyền đến mắt của hắn có chút nặng đón lấy hô hấp liền càng ngày càng gấp rút tại ngã xuống hôn mê lúc trước hắn trông thấy cửa phòng vệ sinh bị nhẹ nhàng đẩy ra trông thấy một mặt hờ hững thẩm tuyết cùng với phía sau nàng nắm vuốt dao giải phẫu phó viện trưởng Lưu An Na viên kia màu bạc trắng dao giải phẫu sáng đến trướng mắt không biết qua bao lâu cũng không biết hắn bị di chuyển tới nơi nào nó đâm vào bộ ngực của hắn đỏ tươi máu chảy tràn qua hắn dư quang ngài đã tử vong sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời bóng cây tàn mát hạ vỡ vụn vầng sáng ăn mặc sinh viên đại học bình thường thanh niên đứng tại đường phố dưới cây, trong tay màn hình lóe lên quang, thẩm tuyết. Tô Minh An, buổi tối tụ hội, không nên quên nha, bá, bên cạnh cỗ xe, tóe lên nước trực tiếp đổ hắn một thân. Cam lâm nương rồi, bão tố được nhanh như vậy, chạy đi đầu thai rồi. Đồng dạng bị tung tóe một thân nước đại hán khẩu nôn hương thơm. Tô Minh An hô hấp là luôn luôn nghẹn lại thẳng đến lúc này kia khí mới từ ngoại giới chảy đi vào thanh lương lồng ngực của hắn lần này sau khi chết hắn lựa chọn thời gian điểm một trở lại buổi chiều thời gian điểm hắn sờ cái hông của mình chuẩn xác sờ đến tùy thân thủy thủ lạnh buốt xúc cảm hắn nhanh chóng bắt đầu chuyển động đánh xe taxi một đường về tới trong nhà trong đó, hắn hỏi thăm mấy vị nghe nói muốn tham gia tụ hội đồng học, bọn họ đều nói không có ban hoa tụ hội chuyện này. Minh An lão ca, người không phải là thức đêm chịu nhiều đi. Bạn bè thân thiết bác Long nói như vậy. Đều nói với ngươi thức ăn ngoài thiếu điểm, một ít màu hồng trang web thiếu xem, không thấy, Tô Minh An nói. Hắn lúc trước cùng Cao Trung đồng học quan hệ không phải rất quen, vì vậy không có chuyện trước giải vốn dĩ lần tụ hội này, thầm tuyết chỉ mời quá một mình hắn. Chỉ nhớ của hắn, dừng lại tại kia phẳng phất giống như tung bay ám hỏa trong phòng khách. Sáng choang ra thịt, phiếm hồng hai gò má, còn có kia đâm vào trước ngực hắn giao giải phẫu. Trò chơi đã bắt đầu, tô minh an lẩm bẩm Toàn cầu thi đấu lại trò chơi. Thẩm tuyết là hệ thống nghĩ tạo nên vai trò, chỉ có ta một cái người chơi. Vẫn là, đây là cái nhập môn cửa ải cái này cửa ải hoàn tất về sau, sẽ chính thức mở ra trò chơi sao? Trước hết nghĩ biện pháp phản chế nàng truy sát đi. Bảng, lại lần nữa thở ra bảng lúc, hắn có vẻ ngựa quen đường cũ. Tài liệu cá nhân, tính danh. Tô Minh An số hiệu. BI 3030 đẳng cấp. Nhất giai nhất ban đầu đẳng cấp vinh dự. Chỗ chống thành tựu. Chỗ chống chức nghiệp. Chưa đạt được kỹ năng. Chỗ chống HP. 500 chỉ là tham khảo số liệu, không có nghĩa là cố định trị số, pháp lực. 100 cộng 10 sao 4, hồi phục tốc độ 5 một phút, phóng thích pháp thuật loại kỹ năng cần pháp lực giá trị thể lực. 5, ảnh hưởng HP, sức chịu đựng, phụ trọng lực lượng. 4, lực ảnh hưởng khí, công kích tổn thương, nhanh nhẹn. 5, ảnh hưởng chạy tốc độ, né tránh tốc độ, tốc độ công kích tinh thần. 9 ảnh hưởng lực chú ý, pháp lực giá trị, pháp thuật cường độ, đối với tinh thần pháp thuật năng lực chống cự, mị lực. A ảnh hưởng NPC hảo cảm, xã giao, may mắn. E ảnh hưởng phát động sự kiện độ khó, giải mã độ khó, số liệu hóa thuộc tính là tiên thiên thuộc tính, toàn thể nhân loại giá trị trung bình vì nam có thể thông qua hậu thiên mua điểm số hoặc rèn luyện tăng lên, chữ cái hóa thuộc tính là tiên thiên thuộc tính, không thể thông qua mua tăng lên, cần tìm kiếm cơ duyên, điểm tích lũy. Không tân thủ cửa ải kết thúc về sau, có thể dùng cho mua vật phẩm, sức chiến đấu cho điểm. 50, này hạng làm tham khảo trước mắt biểu hiện sở tính toán ra số liệu, cùng chân thực tình huống chiến đấu không quan hệ, tại cái thứ nhất thế giới kết thúc về sau, toàn cầu bảng xếp hạng sắp mở ra dựa theo cuối cùng đánh giá cùng số liệu sức chiến đấu phân biệt cho điểm leng keng điện thoại phát ra tiếng vang điện thoại lúc trước đã vang lên mấy tiếng nhưng tô minh an luôn luôn không để ý đến bây giờ màn hình sáng lên hấp dẫn chú ý của hắn thẩm tuyết vì cái gì không trở về ta thẩm tuyết người không tới sao ta chuẩn bị cho người người thích nhất trà cùng điểm tâm thẩm tuyết vì cái gì không đến là ta đã làm sai điều gì sao thẩm tuyết thẩm tuyết mở cửa đi ta tới đinh linh đinh linh đinh linh tương đương chuông cửa phát ra hoạt bát âm nhạc tô minh an ánh mắt trong nháy mắt hướng về cửa nhìn lại trong màn hình nát váy hoa tóc đen khăn choàng thanh lệ thiếu nữ một tay đeo tại sau lưng lộ ra một đoạn phun xương bình sừng mở cửa đi minh an ca thanh âm của nàng có vẻ hơi lạnh buốt ầm ầm Tô Minh An lập tức đứng dậy, đem bốn phía cửa sổ đóng lại, mở ra trong nhà sở hữu cửa phòng cùng cửa tủ, xác nhận trong nhà không người. Hắn kéo ra ngăn kéo, xuất ra một bình trong suốt dược thủy. Dược thủy tại dưới ánh đèn quơ một tầng vàng óng ánh ánh sáng, nhìn qua cực đẹp. Hắn nhìn chăm chú một lát, đem nó sen lẫn trong nước trà trên bàn bên trong. Hắn ngẫu nhiên có chút cất giữ đồ vật nhỏ yêu thích làm xong tất cả những thứ này, hắn mở cửa. Ngoài cửa tóc đen khăn choàng thiếu nữ, đặc biệt thanh lệ động lòng người. Người nhường chúng ta rất lâu nha, thầm tuyết nửa nũng nịu giống như nói. Vào đi, Tô Minh An xác nhận không có trông thấy trừ nàng bên ngoài người. Sau đó, hắn đưa nàng dẫn tới trên ghế salon, vì nàng bưng lên trà cùng một chồng bát tử bánh ngọt hắn lẳng lặng mà nhìn xem thiếu nữ trước mặt, nhìn nàng ăn hắn cho điểm tâm. Thẩm tuyết không hiểu cảm thấy thấy lạnh cả người. Nàng có chút nghẹn lại, buông xuống điểm tâm. Minh An ca, người nhìn ta làm gì, không có. Tô Minh An cấp tốc từ bên hông rút ra chỉ thủ, bỗng nhiên cách lòng bàn tay bên trên thẩm tuyết, đưa nàng trực tiếp đè xuống. Minh An ca. Thầm tuyết hoảng hốt lập tức nghĩ móc ra phun xương mới phát hiện mình đã dần dần mất đi khí lực trong nhà của ngươi người kia đâu tô minh an nói cái gì a à? minh an ca ngươi thả ta ra thẩm tuyết gượng cười nói xem ra một cái khác là không có tới tô minh an nhìn xem cửa hiển kỳ bình mạc không có một ai minh an ca ta có chuyện luôn luôn không cùng ngươi nói thong thả lại sức thầm tiết, nhìn qua khoảng cách gần như thế người yêu, chỉ cảm thấy cả trái tim bành bành trực nhảy, nàng hoàn toàn không thấy chuôi này gần ngay trước mắt, chỉ thủ. Hay gò má dần dần nhiễm lên đỏ bừng, ta thích, nàng nói. Bá, một vết máu đỏ sẫm, tại thiếu nữ trong cổ nổ tung, HP200, vết thương chí mạng người giết chết thầm tuyết, nhân loại chủng, XP cộng 20, muốn cùng thi thể cùng một chỗ, liền trước đem chính mình biến thành thi thể đi, tô minh an chỉ thủ tại trên mặt nàng xoa xoa. Nếu như hắn không xuất thủ, nàng liền sẽ ra tay trước, dùng phun xương mê đảo hắn, sau đó cắt xuống trái tim của hắn. Tại biết đây là cái trò chơi về sau, hắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Thầm tuyết ánh mắt dần dần đã mất đi quang thải. Tô Minh An nhìn xem thi thể của nàng. Trong ánh mắt của nàng không có nước mắt, nhường người nghĩ đến bát ngát vùng quê cùng trên thảo nguyên gió, nhạt nhẽo bóng tối vẩy lên nàng tóc nhọn. Nàng giống như là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn, xinh đẹp thanh xuân tịnh lệ nữ học sinh. Nàng vì sao lại làm ra lựa chọn như vậy? Giết chết hắn, đem hắn tâm cắm vào nàng thoi thóp thân thể, lấy tiếp diễn tính mạng của nàng sau đó mang theo hắn hoạt bát trái tim đi xem nàng muốn nhìn biển cả sao đây chính là nàng cái gọi là tự do mà độc lập cả đời đây chính là nàng hy vọng phong phú mà kích tình lữ trình như vậy này chôn giấu tại ngực nàng hắn nhảy nhót trái tim đến tột cùng là vì nàng cái gọi là thích mà nhảy lên vẫn là vì nàng quang minh mà sán lạn tương lai mà nhảy lên thùng thùng ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Lưu Anna đang đứng ở ngoài cửa. Thầm tiết, thầm tiết, ngươi ở bên trong à, Lưu Anna gõ cửa, có chút nóng này. Tô Minh An biết, đây chính là cái kia cùng thầm tiết đồng lưu ô hợp phẫu thuật người. Hắn nhìn xem thầm tiết thi thể, không có vào tay, dùng chỉ thủ chuôi đem tử vong phun xương theo thầm tiết dưới váy đỉnh đi ra, cầm lấy, đi tới trước cửa, thầm tiết, thầm tuyết. Đáp lời lưu anna không chiếm được hồi âm có chút nóng này tay dần dần hướng về sau lưng vũ khí sờ soạng bành cửa chính một cái chớp mắt mở rộng tô minh an nắm lấy phun xương bịt mũi mà ra đầu ngón tay bỗng nhiên nén mà xuống lưu anna chưa từng phòng bị chân mềm nhũn tức thời ngã xuống hôn mê lại không động tĩnh tô minh an buông xuống phun xương cũng thật là một trận không có chút ý nghĩa nào nháo kịch bất quá chỉ ít, hắn sống tiếp được, không có bị nàng cắt đi trái tim. Trước mặt hắn, hôn mê lưu Anna, điện thoại rớt xuống đất, phát ra thanh thúy lạch cạch âm thanh. Hắn nhặt lên, vừa vặn trông thấy một đoạn kêu kêu tin tức ghi chép. Cái tin tức này gửi đi thời gian, chính là 10 phút trước, thẩm tuyết, 15, 56. Anna tỉ, đem trái tim của ta bộ phận rời cho hắn về sau, nhớ được giúp hắn dọn dẹp xong vết máu, nhường hắn an toàn trở về, không bị hoài nghi, Lưu Anna, 15, 57. Ta đã biết, Tô Minh An ngây ngẩn cả người. Giờ khắc này, lồng ngực của hắn ở giữa phảng phất có gào thét gió lạnh. Hắn quay đầu, nhìn về phía trên ghế salon ngủ mất bình thường thiếu nữ, trông thấy nàng kia tóc đen trong lúc đó, ẩn nấp tiêu tán trắng nhạt hắn nhìn không thấy nàng đáy mắt bên trong từng có vùng bỏ hoang ngón tay của hắn cấp tốc bên trên trượt lật qua lại giữa các nàng nói chuyện phiếm ghi chép có liên quan việc này đầu thứ nhất nói chuyện phiếm ghi chép đến từ một tuần lễ trước thẩm tuyết anna tỉ ta nghĩ từ bỏ trị liệu thầy thuốc nói ta nhiều nhất chỉ có thể sống thêm hơn một tháng lưu anna ta tôn trọng ngươi hết thầy quyết định hai từ thẩm tuyết Anna tỉ, các ngươi đang nghiên cứu, song tâm phẫu thuật. Là thật sao, Lưu Anna? Tuy rằng ngoại giới người cảm thấy cái này phẫu thuật có thể xưng hoang đường, nhưng ta cho rằng, nó chỉ là khuyết thiếu hợp cách thí nghiệm, không có cơ thể sống có thể làm cho chúng ta thí nghiệm. Xem như không thể nào thí nghiệm tại chính thức bị thực tiễn trước, đều sẽ trải qua rất nhiều chất vấn cùng chế diễu, nhưng ta nghĩ, nếu như thí nghiệm thành công có được hai loại không cùng tâm bẩn tổ chức người, nhất định có khả năng kéo dài tuổi thọ, thẩm tuyết, thẩm tuyết. Anna tỷ ta lúc trước nhìn thấy hồ sơ, là thật sao? Tô Minh An hắn, thật cũng được bệnh nan y, Anna. Kia là kiêu sở bệnh viện chứng minh, sẽ không lừa ngươi, thẩm tuyết, thẩm tuyết. Anna tỷ thẩm tuyết. Mang ta rời đi bệnh viện, về nhà đi, lưu Anna. Hả, thẩm tuyết ta nghĩ như là đã phải chết vậy liền không bằng đem trái tim của ta cho hắn đi lưu anna tại sao phải làm ra lựa chọn như vậy người cũng có thể có được trái tim của hắn hài tử thẩm tuyết anna tỷ thẩm tuyết ta đã từng nghĩ tới giống ta loại này sinh ra tới liền có tật người sống sót có ý nghĩa gì hào phí tài nguyên hào phí thiết bị theo vừa mở mắt liền bắt đầu đếm ngược tử vong của mình không cách nào sáng tạo không cách nào cho ngay cả một điểm vết tích đều không thể lưu lại tại ta chết đi về sau bên người thân nhân bằng hữu cũng sẽ dần dần lau đi ta đã từng tồn tại vết tích thẩm tuyết nhưng có một ngày ta chợt phát hiện ta cũng có không muốn hối hận chuyện thẩm tuyết ta đột nhiên đột nhiên rất muốn ra tịch hắn buổi lễ tốt nghiệp ta muốn thấy đến hắn tại đèn chiếu hạ chiếu lấp lánh muốn nhìn hắn bị càng nhiều người sở yêu quý muốn nhìn hắn đến ta tiệm thợ may bên trong ta cho hắn may kiểu mới quần áo muốn nhìn hắn cùng ta trở thành tòa báo phóng viên cùng đi thực địa phỏng vấn trông thấy mồ hôi và máu biểu ngữ lương thực cùng rau quả thẩm tuyết ta đột nhiên đột nhiên rất muốn nhìn gặp hắn đi đến hào quang tương lai thẩm tuyết ta còn muốn cùng hắn đi xem biển cả thẩm tuyết đây chính là thích một người cảm giác sao ta không biết hành vi của ta là phạm tội sao ta không biết thẩm tuyết ta chỉ biết nói giống ta loại này mở mắt ra liền vì an nghỉ lòng đất người đã đi không được đi xuống thẩm tuyết vì lẽ đó cho dù hắn oán hận ta cũng không quan trọng ta chỉ nghĩ chỉ nghĩ tại sau khi ta chết trái tim của ta y nguyên có thể tại lồng ngực của hắn nhảy lên thẩm tuyết ta yêu rất ích kỷ ở trong mắt người khác cũng sẽ không bị tán thành thẩm tuyết nhưng ta chỉ cần hắn còn sống là đủ rồi, Thẩm Tuyết. Chỉ cần hắn còn sống là đủ rồi, Lưu Anna, Thẩm Tuyết. Thật xin lỗi, Anna tỷ, Lưu Anna. Ta đã biết, Lưu Anna. Ta sẽ chuẩn bị phẫu thuật đem ngươi tâm đưa cho hắn. Hoang Đường, nhìn xem đoạn này nói chuyện phiếm ghi chép Tô Minh An chỉ cảm thấy hoang đường. Hắn ném xuống điện thoại thẩm tuyết kế hoạch được rồi hết thảy, cũng sắp xếp xong xuôi hết thảy. Dù cho biết này không phù hợp công cộng trật tự, dù cho biết đây là phạm tội, nàng y nguyên ích kỷ, không cho cự tuyệt, muốn đem trái tim của nàng giao cho hắn. Nàng muốn dùng chuôi này giao giải phẫu, tại tâm hắn bên trên mở miệng, đem chính nàng chồng vào đi, muốn riêng của hắn huyết quản sinh trường. Đưa nàng cả viên cực nóng trái tim đều mọc rễ vào trong thân thể của hắn đây là nàng đặc biệt lại hoang đường ích kỷ lại vô tư yêu nhưng hắn căn bản cũng không có ung thư khuyết thiếu cơ thể sống tài liệu lưu an na lừa nàng nhường nàng một lời yêu thương biến thành một trận nháo kịch hắn quay đầu nhìn về phía thiếu nữ thi thể con ngươi của nàng tan rã biểu lộ yên tĩnh mà ôn hòa Dần dần kết thúc ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa, vẩy lên mặt mũi của nàng, kia đen nhánh sợi tóc bị phong dương lên, vùng bỏ hoang giống như đôi mắt tại dưới ánh sáng hiện ra oánh nhiên màu nhạt. Làm Tô Minh An xuất đau, giết chết nàng một khắc này. Nàng phải chăng hối hận qua hành vi của nàng? Trước khi chết một khắc này, nàng phải chăng còn sẽ muốn đem viên kia tội ác trái tim đưa cho hắn? tại mất đi sinh tức trước một giây nàng nhìn chăm chú hắn như vậy bi ai ánh mắt có phải là hay không linh hồn nàng cuối cùng một tiếng cao mà ngắn ngủi gào thét đang nhìn hướng thi thể của nàng hắn phẳng phất có thể nghe thấy linh hồn nàng rung động khan hiếm lại quý giá ngu xuẩn lại ngây thơ tô minh an nhớ tới tại mỗi một lần trước khi chết thẩm tuyết trên tay chuôi này dao giải phẫu đâm vào đều là ngực phải của mình vì lẽ đó Thẩm Tuyết là nghĩ bảo vệ hắn lúc đầu trái tim cũng cho hắn mặt khác trái tim bộ phận. Nhưng mà các nàng tính sai duy nhất một điểm, duy nhất dùng cuộc nháo kịch này triệt để biến thành một trận bi kịch một điểm. Bởi vì chính hắn trái tim sinh trưởng ở bên phải. Vì lẽ đó, lúc trước hắn bởi vì trái tim vỡ tan mà chết. Vì lẽ đó, nàng bây giờ bởi vì hiểu lầm mà bị cắt yết hầu mà chết vì lẽ đó trận này được mệnh danh là yêu xem thường nhân tính tam quan cùng trật tự hành động nó triệt để diễn biến thành một trận hoang đường đến cực điểm nháo kịch hắn đứng yên tại chỗ mùi máu tê tại chóp mũi của hắn lan tràn chén trà cùng bát tử bánh ngọt nhạt nhẽo ấm sương mù tại ánh nắng trong lúc đó bốc lên thoáng qua đem hắn tầm mắt quân thành một mảnh tươi đẹp vàng óng nàng cuối cùng không thể nhìn thấy kia phiến biển leng keng Tại để điện thoại di động xuống lúc, một tiếng đặc biệt thanh thúy tiếng nhắc nhở vang ở bên tai của hắn, chúc mừng hoàn mỹ thông quan. Tân thủ thế giới phó bản tiến trình rất ngắn, đến tiếp sau chính thức thế giới phó bản đem mở rộng tiến trình. Thế giới này kịch bản kết cục te, chân thực kết cục như ở trong mộng mới tỉnh thuận lợi đạt tới te như ở trong mộng mới tỉnh. Nàng thích ta ta biết nhưng yêu thương theo không chỉ là một mực cho đơn giản như vậy tại giết chết nàng về sau ta hiểu được điểm này vì để tránh cho một trận hoang đường bi kịch trình diễn ta không có lựa chọn nào khác kết cục đã thu nhận sử dụng bản phó bản kịch bản thí nghiệm phương án đều vì hư cấu nhân vật vì hệ thống tạo ra cũng không phải là chân nhân xin chớ quá độ trầm mê a à tương đương đẳng cấp xếp hạng SS tân thủ cửa ải cao nhất, chế phục hai người, tự thân vô hại, kịch bản toàn bộ thông. Thông quan lộ tuyến không có chút nào sai lầm, đạt được đánh giá điểm tích lũy 120 phút, đạt được thêm vào chiến đấu điểm tích lũy. 10 điểm, đạt được thêm vào trứng màu điểm tích lũy. 10 điểm, trứng màu ăn miếng trả miếng. Ta chuẩn bị cho ngươi đứt đầu điểm tâm, còn thích trứng màu nàng biển cả kia phiến mênh mông, trói mắt biển cả, phản chiếu tại nàng trước khi chết trong mắt tổng cộng đạt được điểm tích lũy. 140 phút nhắc nhở. He tích cực kết cục thiên sứ trái tim đạt tới phương pháp. Phát hiện thầm tiết mưu đồ, thuyết phục nàng từ bỏ thân mật phẫu thuật cùng nàng cùng đi xem biển cả. Nghe nói trái tim sinh trưởng ở người bên phải đời trước là trông nom tại bệnh nhân trước giường phụ trách dẫn bọn hắn đi thiên sứ ta nghĩ nàng chính là ở tại ta bên phải trái tim thiên sứ ta nói cho nàng yêu không phải ích kỷ không phải cưỡng chế cho không phải xem thường trật tự hành động nàng cười nói cho ta nói nàng thích mảnh này biển cả ta nghĩ thiên sứ a ngoặc kép ngoặc kép chấm vì cái gì ngươi không thể lưu tại trong nhân thế này nè phổ thông kết cục xong tâm người đạt tới phương pháp dùng thầm tiết rõ ràng chính mình trái tim sinh trưởng ở bên phải theo ngực trái cắm vào trái tim của nàng bộ phận dùng phẫu thuật thành công phẫu thuật kết thúc ta mang theo nàng còn sót lại trái tim đi xem kia phiến mênh mông biển cả bờ biển gió cô tịch lạnh lẽo trong lồng ngực nàng cực nóng nóng hổi, cô nương trẻ tuổi ngươi xem a à. biển cả thật đẹp a à. ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm, ta cái gì đều không làm được. Kết cục viết chữ giản thể. Be, bet en, hỏng kết cục, he, happy en, tốt kết cục, ne, normal en, phổ thông kết cục, te, chu en, chân thực kết cục. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Thứ nhất người chơi phong giao thụy bất cú hai chương được tuyển chọn người chơi. Nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com. Tại phó bản kết thúc về sau, Tô Minh An bị truyền tống Bạch Quang bao vây. Làm hắn lại lần nữa mở mắt lúc, hắn nhìn thấy một cái gần như vô biên vô tận quảng trường. Bên tai tất cả đều là các loại người gọi, xen lẫn hỗn thành cùng một chỗ, nói đùa cái gì? Nơi này là chỗ nào, kỳ quái ta vừa rõ ràng đã bị chém chết, đột nhiên có âm thanh nhắc nhở ta tân thủ đánh giá là D, hiện tại ta lại còn sống. Ta cũng vậy, vốn đang tại đi học cho giỏi, kết quả lão sư đột nhiên cầm đem đao muốn tới chặt ta. Ta miễn cưỡng đem hắn chặt, sau đó chỉ nghe thấy cái gì nhắc nhở nói ta cấp B đánh giá thông quan, sau đó hiện tại lại đột nhiên xuất hiện ở đây, tập thể xuyên qua vẫn là cái gì người ngoài hành tinh trò chơi, đáng chết, ta hôm qua mới đem cái kia trời đánh bày ra án đuổi hết, tư mã bên a vừa mới nói hài lòng, liền nhắc nhở cái gì trò chơi bắt đầu. Mụ mụ, ngươi ở đâu? Mụ mụ, mọi người cùng hắn đồng dạng đứng tại trên quảng trường, vừa mắt chỗ tất cả đều là một mảnh đen kịt đen lớn như vậy quảng trường chen thành một bọn người biển. Đây chính là cái gọi là thế giới trò chơi khai mạc nghi thức. Vì lẽ đó, hắn vừa rồi trải qua, quả nhiên là một cái vì mỗi người đo thân mà làm tân thủ cửa ải. Tô Minh An chịu đựng bên tai tạp âm, đột nhiên, tại mênh mông biển người bên trên sắc trời chỗ tung ra một cái tiết trắng đại con thỏ. Sấp xỉ 3 mét thân cao, dùng kia con thỏ trở nên có chút dị dạng, nó cực lớn tứ chi rũ xuống thân thể bên cạnh, ngực có một cái cực lớn cân tiểu ly đồ án, tựa hồ cũng đang không ngừng vặn vẹo mà tại nó xuất hiện một khắc này tô minh an cảm giác một cỗ vô hình trói buộc nháy mắt ra thân sau một khắc hắn liền phát hiện chính mình không động được bao quát những người khác cũng thế thanh âm của bọn hắn một nháy mắt dừng lại giống như là tất cả mọi người bị làm cấm ngôn định thân chú ô hô người đều đến đông đủ rồi huyết hồng quỷ dị con thỏ cái bóng như là như người khổng lồ bóng tối đem tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bao phủ Ta đếm xem. Ân, 1, 2, 3, 10 vạn, trăm vạn, ngàn vạn. 1 tỷ. Tốt, số lượng không sai, nó cười, mở ra kẹo đường đồng dạng hai tay, phát ra vô cùng vui thích la lên, hoan nghênh đại gia, đi vào thế giới của chúng ta trò chơi. Đón lấy, sắc trời sáng lên lúc thì đỏ, một trận lam hào quang, có đầy trời pháo hoa bay lên mà xuống, giải lụa màu đổ không thể động đậy đám người một thân mọi ánh mắt phần lớn mang theo sợ hãi quăng tại trên người của nó nghi hoặc không giải sợ hãi bọn họ lúc trước còn đang tiến hành cuộc sống bình thường học tập đi làm công việc liền bị đột nhiên tiếng nhắc nhở kéo vào tân thủ phó bản trải qua khó có thể tưởng tượng kịch bản tiến trình sau đó bị cưỡng ép truyền tống đến nơi này đối mặt xa như vậy vượt qua tam quan tình hình tất cả mọi người ở vào đối với không biết trong sự sợ hãi Tô Minh An lấy lại bình tĩnh, xem ra cái này con thỏ chính là bắt đầu trận này trò chơi chủ sự chỗ. Hoặc là người chủ trì đồng dạng tồn tại, hắn ngược lại là không có gì sợ hãi tâm tư, làm một tên khủng bố trò chơi áp chủ, một cái kinh dị trò chơi kẻ yêu thích, xa như vậy vượt qua ngày khác thường sinh hoạt sự tình phát sinh. Cho hắn mở ra một cái mới cửa sổ lúc trước trò chơi mô phỏng ra thẩm tuyết cùng lưu anna tân thủ phó bản liền phi thường có ý tứ kết hợp hệ thống nhắc nhở đến xem đằng sau còn sẽ có từng cái chủng loại thế giới trò chơi mọi người tốt tại giới thiệu tất cả những thứ này lúc trước trước làm một chút tự giới thiệu đại gia có thể gọi ta lão bản thỏ rất vinh hạnh ta đảm đương lần này trò chơi tổng đặt mua người dùng kiểu nói của các ngươi liền gọi GM, trò chơi nhân viên quản lý, hệ thống, con thỏ mở ra hai tay, vẻ mặt tươi cười. Hiện tại là công nguyên năm 2021 ngày 30 tháng 9 buổi chiều 3 giờ, tại 3 giờ lúc trước, thế giới trò chơi một người tân thủ phó bản chính thức bắt đầu. Tham dự thành viên vì địch tinh một tỷ nhân loại chủng. Chúc mừng được tuyển chọn các ngươi, có được cơ hội thay đổi vận mạng mình trở thành trò chơi tham dự người, trở thành xuyên qua từng cái dị thế giới lữ giả, nó nhảy nhót hô to. Cùng lúc đó, trên quảng trường sáng lên màn sáng, kia là địch tinh bên trên cảnh sát. Dưới góc phải có thời gian chỉ thị, chính là 3 giờ trước. Nguyên bản ngựa xe như nước thành thị, ven đường đi lại người đi đường, đồng ruộng bên trong lao động nông phu. Bọn họ kia lưu sướng động tác cho kim đồng hồ chỉ hướng 12 lúc một sát na kia, một nháy mắt đình trệ. Tô Minh An ở trong đó, thậm chí thấy được chính mình đứng dậy rời đi quán cà phê chính mình. Tại bước ra quán cà phê một sát na kia, chính mình khoác lên quần áo thân ảnh, một nháy mắt dừng ở cửa. Địch Tinh bên trên thời gian bị vĩnh cửu dừng lại tại giờ khác này thỏ tiếng nói vẫn còn tiếp tục, chỉ là giọng nói kia, đã dần dần trở nên rõng rạc, một tỷ, được tuyển chọn, nhân loại loại sinh linh. Hoan nghênh các ngươi, có được kiểm soát chính mình vận mệnh cơ hội, đồng loạt chính thức tiến vào, thế giới trò chơi. Vừa rồi một mình phó bản, ta nghĩ, mỗi một vị người chơi đều đã thể nghiệm được, nhằm vào khác biệt người chơi, vĩ đại trò chơi chủ sự chỗ đưa ra các ngươi độc thân định chế đặc biệt thí luyện. Nó nhảy nhót nói. Tô Minh An trong mắt xẹt qua nhưng, quả nhiên, mỗi người tao ngộ là khác biệt. Tại vừa rồi cùng thời khắc đó, một tỷ người chơi đều bị đầu nhập vào khác biệt phó bản bên trong. Hắn đối mặt chỉ là một cái nghĩ tạo phó bản, trong đó chỉ có hắn một cái người chơi, tại thông quan về sau, cái kia phó bản liền kết thúc. Thẩm tuyết cùng cái kia Lưu Anna, cũng không phải chân chính người, mà là hệ thống vì khảo nghiệm chính mình, lấy chính mình quen thuộc người hình tượng ngụy trang. Hắn liền nói thầm tiết làm sao lại đột nhiên ra tay với hắn, nguyên lai like là giả dối, là trò chơi phó bản. Mà những người khác tân thủ phó bản, khả năng chính là đột nhiên đối mặt cấp trên hạ độc, đột nhiên bị thân nhân đâm lưng, đột nhiên đối mặt tai nạn xe cộ. Dạng này khiến người ta khó mà phòng bị tập kích mà vô luận bọn họ phải trang thông qua tân thủ phó bản, cuối cùng đều sẽ xuất hiện ở đây. Tựa như hắn lần thứ nhất đê đánh giá bình thường, dù cho bị thẩm tuyết giết chết, hắn cũng thu được đánh giá. Thỏ tiếng nói đặc biệt kịch liệt, một vòng một vòng, quanh quẩn tại an tĩnh cự hình trên quảng trường. Khác biệt chủng tộc, khác biệt màu da đám người mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy mê hoặc cùng rung động. Phía dưới, bắt đầu phát xuống quy tắc trò chơi, nó kêu đón lấy, mỗi người trước người, xuất hiện một khối xanh thảm bảng, phía trên liệt từng hàng quy tắc, quy tắc không một vì cân bằng trò chơi, lão niên người chơi đã về điều đến tráng niên trạng thái. Đồng thời, tàn tật người chơi cũng có tương ứng đền bù, quy tắc không hai trò chơi người tham dự. Một tỷ được tuyển chọn địch tinh người chơi, quy tắc không ba một tỷ người chơi nhiệm vụ. Tại sau này, tiến vào từng cái cái khác thế giới trò chơi bên trong. Người chơi ở thế giới bên trong hoàn thành từng người nhiệm vụ, có khả năng thu hoạch đổi các loại thần kỳ vật phẩm điểm tích lũy. Những quy tắc này, cùng Tô Minh An phỏng đoán không sai biệt lắm, đằng sau còn sẽ có từng cái thế giới khác nhau, tận thế, tiên hiệp, khoa huyễn, huyền huyễn. Bọn họ những người này trở thành qua lại từng cái dị thế giới bên trong lữ giả, tương đương với mạo hiểm giả bình thường tồn tại, phải đi hoàn thành tương ứng nhiệm vụ. Quy tắc vẫn còn tiếp tục Quy tắc 04, trong đó, tại thế giới trò chơi bên trong tử vong người chơi, không phải là hoàn toàn tử vong. Tử vong người chơi có thể làm người xem, quan sát người khác tiếp tục mạo hiểm, tại nhất định quan sát thời gian về sau, có thể thanh không trước đây toàn bộ thực lực, lại bắt đầu lại từ đầu mạo hiểm. Quy tắc 05, tại mỗi cái phó bản kết thúc sau gián đoạn kỳ, người chơi có quyền quyết định phải chăng tiếp tục mạo hiểm, hoặc như vậy trở thành người xem. Quy tắc 06, ngay tại mạo hiểm người chơi, như mở ra trực tiếp, đem có thêm vào tăng thêm, này ba cái quy tắc, lệnh Tô Minh An có chút ngoài ý muốn. Nếu như cao duy sinh vật chỉ là vì thúc đẩy nhân loại thăm dò thế giới khác, cũng không cần thiết mở ra dạng này quy tắc. Trong trò chơi, có chiến đấu người chơi, cũng tồn tại game thủ giải trí. Tồn tại tiên phong, cũng tồn tại hậu cần thế giới trò chơi thời gian một năm mà vào lúc này con thỏ rũi da trắng xóa tay đến lúc đó đem ấn điểm tích lũy đối với người chơi tiến hành xếp hạng lấy quyết định các vị người chơi cuối cùng có thể mang về địch tinh thu hoạch tại trò chơi trong đó địch tinh thời gian bị vĩnh viễn dừng lại tại tân thủ cửa ải bắt đầu một khắc này đến lúc thế giới trò chơi kết thúc đồng thời như toàn thể người chơi tổng điểm tích lũy quá thấp thì tàn sát tập thể trong đó, người chơi cá nhân điểm tích lũy càng cao, chiếm đoạt quyền trọng càng lớn. Về phần các vị người chơi cuối cùng kết cục, nó kia huyết hồng hai mắt, cong thành trang lưỡi liềm, đường cong cực kỳ vặn vẹo. Từng người nắm chắc đi. Sau một khắc, tất cả mọi người phát hiện, chính mình khôi phục ngôn ngữ công năng, các ngươi đến cùng là ai, a à, thượng đế, mau thả ta trở về. Nói đùa cái gì? Biến thành người khác tìm niềm vui công cụ thật sự là sỉ nhục thút thít cầu xin tha thứ người đối với không biết sợ hãi sợ hãi người không biết nơi nào nhưng cũng có kích động muốn đánh vỡ ngày thường quy tắc người đã sớm không muốn lên học trong truyền thuyết chủ thần không gian chính hợp ý ta cường giả sinh tồn kẻ yếu đào thải còn có trực tiếp ta kêu trực tiếp xâm lược thế giới sao tỉ tỉ ta sợ hãi ăn mặc mộc mạc tiểu nam hài lôi bên cạnh nữ tính váy còn ăn mặc quân trang sắc mặt kiên nghị nam tính theo phân loạn trong đám người nâng lên trầm tĩnh ánh mắt trên cổ buộc lên thòng lọng dây thừng giống như buộc lên dây chuyền thiếu nữ nắm chặt chính mình dây chuyền tiếp xuống vì các vị người chơi tuyên bố tân thủ cửa ải tình huống cụ thể con thỏ không chút nào không quan tâm thuộc hạ ồn ào giống như là không nghe thấy bình thường chấn lôi giống như lọt vào tai thanh âm còn quanh quẩn tại một mảnh vô biên vô hạn bên trong đạo thứ nhất tân thủ cửa ải, không có bất kỳ cái gì không gian đạo cụ dựa vào, toàn bằng cá thể tố chất thân thể bản năng chiến đấu. Người tham dự 1 tỷ 114 triệu 279 nghìn 878 người. Trong đó, cấp A đánh giá 16.527 người, cấp S đánh giá 1.270 người, cấp SS đánh giá, một người, thỏ tiếng nói đặc biệt sụp sôi, đếm số chữ lúc càng là thét lên lên tiếng. Tô Minh an trong lòng máy động. Khi nghe đến cái số này một nháy mắt, suy nghĩ của hắn phi tốc vận truyền. Hắn hiểu được tân thủ cửa ải đều là nhằm vào mỗi người đo thân mà làm cửa ải khó nhất thể sẽ để cho người chết được khó lòng phòng bị. Tỷ như hắn cái này học sinh thông quan điều kiện chính là chủ động ra tay giết chết quen thuộc người binh sĩ thông quan điều kiện liền có thể là vi phạm trưởng quan mệnh lệnh hắc bang nhân viên thông quan điều kiện khả năng chính là đại phát hiện tâm chờ. S lời nói, nếu có não người tử co lại, làm ra cùng bình thường hoàn toàn khác biệt quyết định, cũng có thể làm được. Nhưng hắn hiện tại còn nhớ rõ, SS là yêu cầu kịch bản lộ tuyến không có một chút sai lầm, từ đầu tới đuôi đều không có một chút do dự. Nhưng nếu như người người đều có thể tồn lốt, chính mình kia biểu hiện, không phải là SS, Hắn đối với mình nhận thức rất đầy đủ, nên có thật nhiều người so với hắn càng cảnh giác cường hãn hơn, hắn không đến nỗi là thành tích tốt nhất một cái. Trừ phi cái này tử vong lốt kỹ năng là chính mình độc hữu, SS, có thể là có được tử vong hồi sinh giống như bắt cấp năng lực người mới có thể đạt tới đánh giá hơn nữa bởi vậy có thể suy đoán thậm chí ngay cả trước mắt chủ sự chỗ cũng không biết kỹ năng này tồn tại hắn y nguyên nhớ được tại chính mình lần thứ nhất tử vong lúc nghe thấy trò chơi cho hắn đê đánh giá nếu như chủ sự mới biết hắn có tử vong hồi sinh không có khả năng hắn vừa chết liền trực tiếp cho kết toán đánh giá mà là chờ hắn tử vong hồi sinh kết thúc cuối cùng thông quan lại cho đánh giá mới đúng Tuy rằng cái suy đoán này còn chờ khảo chứng, hắn sẽ tại sau này hành động bên trong thăm dò. Nhưng, giả thiết này kỹ năng vì chính mình độc hữu như vậy, đối mặt nhân loại bị chủ sự chỗ thống trị, đứng trước bọn họ biến thành, người chơi, bi quan tình huống. Có được cái này nhảy ra bên ngoài bàn cờ kỹ năng hắn, có thể hay không có được một cái cơ hội, trở thành đổ nhào bàn cờ, phá cục người. Hắn cấp tốc kết thúc này một loạt suy nghĩ phía dưới để chúng ta cho mời, đạt được cấp SS đánh giá đệ nhất nhân. Cho chúng ta phát biểu nói chuyện, đại gia tiếng vỗ tay hoan nghênh. Con thỏ phối hợp 333, vỗ tay, đột nhiên hô to lên, bá, một vệt ánh sáng, chiếu ở tô minh an trên thân, đem hắn cùng cái khác tất cả mọi người ngăn cách ra hắn có chút kinh ngạc nhìn xem bị cô lập ra bốn phía sau một khắc hắn cảm giác mình bị một đạo lực lượng vô hình dẫn dắt đứng lên thân hình liền càng lên càng cao như bị kia quang dẫn dắt mà đi chủ thần không gian không có buộc hắn đến tuyệt địa tình trạng tại tất cả mọi người ánh mắt tụ tập mà đến một khắc này trên mặt của hắn xuất hiện một cái thuần trắng mặt nạ thân hình cũng biến thành cực kỳ mơ hồ ngược lại sẽ không tại về sau nhiệm vụ bên trong bại lộ chính mình ai nha nha trước mắt địch tinh bên trên đệ nhất nhân nhìn thật đúng là không đơn giản đâu không đơn giản đệ nhất nhân phát biểu một chút lấy được thưởng cảm nghĩ đi yên tâm chúng ta là tức thời phiên dịch không tồn tại ngôn ngữ câu thông vấn đề nha con thỏ đem huyết hồng microphone đưa tới bên mồm của hắn mà tô minh an nhìn xuống dưới vô biên vô tận quảng trường vô tận phương xa vô số mọi người đen nghịt một mảnh vô số đạo lóe ánh sáng ánh mắt lúc này đều tại cùng hắn tương quan một cái thế giới trọng lượng tụ tập ở đây hắn tiếp lời ống thế giới trò chơi trong truyền thuyết chủ thần không gian hắn nói hắn chú ý tới mình thanh âm trải qua mã hóa xử lý người khác nghe không ra hắn bản âm hắn nổi lên cái đầu liền suy tư một lát sau đó hắn vững vô cùng tiếng nói từ không trung chậm rãi hướng chảy toàn bộ quảng trường tuy rằng nói đem toàn cầu người vận mệnh hệ cho tên là trò chơi thẩm phán bên trên có chút buồn cười nhưng hiện nay mọi người đều là tại tên là địch tinh chiếc này cự luân bên trên đồng hành lữ giả chúng ta nhất thời không cách nào chung kết trận này trò chơi hắn tiếng nói dừng một chút phía dưới hoàn toàn yên tĩnh vô số mọi người, ngẩng đầu, nhìn qua hắn, trong mắt thần thái khác nhau. Dừng lại một lát, hắn nói tiếp. Dù cho rời xa quê quán, nhân loại vĩnh viễn yêu quý cố thổ. Đã chúng ta đã không cách nào đào thoát, này viễn siêu chúng ta tưởng tượng không gian. Không bằng, ngay tại bị cao duy sinh vật lấy xuống vòng tròn bên trong, đi tìm thuộc về chúng ta nóng thổ, hắn không cảm thấy khẩn trương. Thần là kiêm chức dẫn chương trình, công khai diễn thuyết với hắn mà nói rất dễ dàng. Tuy rằng đây là một lần tại ngàn tỷ nhân loại trước mặt công khai diễn thuyết. Hắn cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Hắn có một loại dự cảm. Tự hồ, lần này tại toàn nhân loại trước mặt biểu diễn, sẽ chỉ là vừa mới bắt đầu. Thần là ngay từ đầu, mạnh nhất người chơi, có được tử vong hồi sinh, hắn có lẽ có khả năng đi thẳng đến cuối cùng nhân loại luôn luôn đặc biệt để ý chính mình nội bộ xếp hạng, đến mức không để ý đến ngoại giới uy hiếp. Có lẽ đây chính là cao duy sinh vật thông minh địa phương, bọn chúng giỏi về sắp xếp giai cấp, cũng thuận lý thành trương đối với nhân loại tiến hành phân hóa. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình là bởi vì duy nhất tử vong hồi sinh kỹ năng mới trở thành nhân loại thứ nhất nhưng này đột nhiên xuất hiện kim thủ chỉ sẽ không trở thành hắn chuyện đương nhiên áp đảo người khác bên trên lý do mỗi người đều nên thuộc về nhân loại không có người nào lẽ ra trở thành người hạ đẳng hoặc là không giống với những người khác thần hắn chỉ là cái may mắn mà thôi không có gì tốt hưng phấn tốt kiêu ngạo sứ mệnh khiến người vượt mọi trông gai không cách nào chết đi hắn không cách nào bởi vì trong tử vong đoạn đường đi hắn có lẽ còn đem đối mặt nhiều như vậy ánh mắt nói hay lắm a à. ba 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 con thỏ liều mạng vỗ tay thanh âm rất là to rõ ở phía dưới biển người hoàn toàn tĩnh mịch bên trên đặc biệt buồn cười hòa thanh giòn một bên đập còn một bên ra vẻ cảm động khoa trương bày đầu không hổ là một tỷ bên trong đệ nhất nhân chính là phải như vậy hưởng thụ nhân sinh, hưởng thụ thế giới trò chơi. Tô Minh An cảm giác mình bị buông xuống, trên người che dấu y nguyên tồn tại, người bên cạnh quăng tới kinh dị ánh mắt. Bài dị tâm lý, vĩnh viễn cho trong nhân loại tồn tại. Nhưng nếu là đi đến đầy đủ độ cao, hôm nay hoan nghênh hội, đến đây chấm dứt. Ô hô, hiện tại đại gia sắp cùng một chỗ xuyên qua, tập thể tiến vào chúng ta cái thứ nhất thế giới tận thế bên trong sắc trời chợt hiện, kia đỏ tím hào quang tức thời lóe bỏ ra mọi người mát. Tiết trắng con thỏ vỗ tay một cái, chính là đầy trời huyết hồng quang tản mát mà xuống, đem vô cùng vô tận đám người một nháy mắt bao vây, mong ước đại gia, trò chơi, vui sướng. Một trận bạch quang hiện lên, Tô Minh An phát hiện chính mình đang ở tại một cái phong bế trong phòng, đây chính là một người đợi lên sân khấu khu vực bởi vì không biết nơi nào tới tử vong hồi sinh kỹ năng, hắn hiện tại là một tỷ địch tinh người chơi chung thành tích tốt nhất một vị. Đối với một cái, bình thường, sinh viên tới nói, cũng thật là quá nâng cao hắn. Một năm thế giới trò chơi kết thúc về sau, ấn vị thứ xếp hạng. Trong đó điểm tích lũy càng cao chiếm đoạt quyền trọng càng lớn. Vậy hắn nếu như luôn luôn bảo trì dạng này độ cao, liền sẽ bị gia chú càng ngày càng nặng ánh mắt một tỷ nhiều người ánh mát. Cao Duy sinh vật trò chơi, thật sự là chân thực lại châm chọc. Thế giới nói chuyện phiếm kênh đã là một mảnh trướng khí mù mịt, quát mắng, mê mang ngôn luận tràn ngập tầm mắt trái phía dưới nói chuyện phiếm kênh, thẩm yến LV1. Nói đùa cái gì, ta còn tại trong mộng đi, vương phỉ phỉ LV1. Cái thứ nhất thế giới trò chơi chính là tận thế. Là muốn chúng ta tập thể đi đánh zombie sao? vẫn là đối mặt hồng thủy địa chấn thiên tai, ta không muốn chết a, à? Vương Vĩnh Kiến LV1. Tìm tổ đội hảo hữu, Trường Kỳ đồng bạn, thêm ta số hiệu CD8928, Diêm từ LV1. Mụ mụ, mụ mụ nhìn thấy ta sao? Ta là tiểu Diêm a, à? mụ mụ ngươi bị tuyển đi vào sao, ngu nhược Hà LV1. Đại gia không nên kinh hoàng, ta đã ở diễn đàn tuyên bố tận thế thế giới cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, hy vọng có thể đến giúp những đồng bào, Dương Trường Húc LV1. Ta là Long Quốc quân nhân, nếu như tại trò chơi phó bản bên trong gặp được những đồng bào, ta sẽ ưu tiên cam đoan những đồng bào an toàn. Xin đừng nên sợ hãi, chúng ta nhất định có thể sống sót. Firaen LV1, Long Quốc người như thế có trách nhiệm tâm lại chuyện này bên trong vẫn là suy nghĩ một chút cái mạng nhỏ của mình đi, chớ tự mình đều sống không nổi. Mở ra cấp thế giới trong diễn đàn, càng là nghiêu quỷ xa thần nhiều lần ra, có lớn gan suy đoán tận thế luận, có công bố không tin người nhất định tử vong, có hiệu triệu đồng bào ổn định nỗi lòng. Thích ứng trạng thái, cũng có công bố chính mình muốn thống trị thế giới trò chơi, trở thành xưng bá đệ nhất nhân hiện nay xem ra sở hữu bi quan ngôn luận so với lạc quan ngôn luận khác sâu rất nhiều bi quan ngôn luận đều tại phàn nàn phân tích nhân loại sau này mà lạc quan ngôn luận thì là hết thảy đều sẽ qua nhân loại luôn luôn am hiểu cho ném mắt tương lai triển vọng ngày mai sau đó đi phạm tái diễn sai lầm cho thời kỳ bên trong lang bạt kỳ hồ mà lịch sử là một cái viết đầy nhân tính nói xấu cuốn sổ Dạng này một cái đột nhiên dáng lâm trò chơi, có lẽ sẽ để bọn hắn ý thức được một ít mới tinh, cho tới bây giờ không nghĩ tới nội dung. Tô Minh An không hề quan tâm quá nhiều diễn đàn, mà là kiểm tra một lần trạng thái bản thân, chờ đợi tận thế thế giới bắt đầu. Rốt cục ở vào thủy tinh cầu bên trên kim dây, từng chút từng chút đi tới không, thế giới thứ nhất. Tận thế thế giới, toàn cầu cùng đài loại trò chơi sinh tồn, kịch bản nhắc nhở cứu rỗi Giáng sinh cho hy sinh bên trên, mà đại nghĩa lúc trước, mọi người mừng rỡ cho tiền đồ quang chính, thân là nguyên tội tiểu nữ hài, giao phó mọi người khoan dung nhất báo thù. Thế giới này tồn tại hai đầu thông quan lộ tuyến, hòa bình lộ tuyến, vũ lực lộ tuyến, cùng ba cái thế giới khác nhau kết cục thỉnh người chơi nắm chắc mỗi một lần lựa chọn. Chỉ tìm mỗi một đầu manh mối, đến lúc phát hiện che giấu cho tận thế về sau kịch bản bí mật tận thế thế giới đem bị phục chế vì năm vạn cái giống nhau như đúc thế giới, mỗi cái thế giới đầu nhập chừng hai vạn người chơi tiến hành trò chơi, thế giới bắt đầu. Một trận bạch quang hiện lên, Tô Minh An hai mắt nhắm nghiền. Tông môn có đệ tử tấu hạ ý không hạn quấy, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ cười văng cái nết ra ngoài. Thứ nhất người chơi phong giao thị bất cú ba chương trực tiếp tận thế thế giới. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com thế giới thứ nhất, hái nấm sẽ là đáng yêu tiểu cô nương sao? Ngày trước, nhân loại liền sẽ thường xuyên có tâm tư này. Nghĩ đến sẽ có hay không có một ngày, núi lửa đột nhiên bộc phát, luồng không khí lạnh đột nhiên càn quét, địa chấn đại quy mô giáng lâm, biển gầm nuốt hết hết thảy. Sau đó, thế giới tại tiến bộ, khoa học kỹ thuật đang phát triển. Mọi người cũng chuyển đổi mục tiêu hoài nghi bọn họ sẽ muốn thiên thạch có thể hay không bỗng dưng mà rơi mặt trời là không sẽ chuyển di quỹ đạo trí tuệ nhân tạo có thể hay không vượt qua khống chế văn minh ở tinh cầu khác có thể hay không đột nhiên giáng lâm mọi người luôn luôn đang hoài nghi hoài nghi nhân loại sau này hoài nghi văn minh phải chăng có thể cứ như vậy an toàn thuận lợi tồn tục xuống dưới mà bây giờ chân chính vượt qua người tưởng tượng hết thảy xuất hiện bọn họ trở thành người chơi đóng ngoặc vuông. hoàn nghênh người chơi BI3030 đi vào thế giới trò chơi thế giới thứ nhất tận thế thế giới. Người có thể bắt đầu sử dụng điểm tích lũy mua kỹ năng cùng đạo cụ trang bị chính mình. Thỉnh thỏa thích thăm dò thế giới này, cùng mấu chốt NPC câu thông, hoàn thành cố định nhiệm vụ, lạnh lẽo hệ thống tiếng nói, vang ở tô minh an bên tai hắn mở mắt ra. Trong tầm mắt góc trái trên cùng có 500 phần 500 lục sắc sinh mệnh đầu, 140 phần 140 pháp lực màu xanh lam đầu, góc trên bên phải có một cái mưa đạn giao diện biểu hiện ra nhiệt độ, trước mắt vẫn là trống rỗng. Sở hữu người chơi đều tại trò chơi bên trong. Có thể thông qua ý niệm mở ra ba lô giao diện, trước mắt bên trong ngăn chứa vẫn là trống không, đây là tiểu đội chế tạo sao? các ngươi đều là bị cái kia đáng chết chủ sự chỗ kéo vào được người chơi, phát ra tiếng chính là đại hán. Hiện tại là muốn cùng một chỗ sống sót đúng không? Tuy nói trở thành người xem liền có thể không cần mạo hiểm, nhưng ta cũng không muốn cuối cùng điểm tích lũy không đủ, nhân loại bị toàn bộ xóa bỏ. Tô Minh An quay đầu, trông thấy một mặt lan can sắt, phía trên tràn đầy cho bụi, chóp mũi truyền đến một luồng mùi máu tanh mấy người bọn họ mở mắt liền ở vào nhà tu thức trong phòng. Thấy thế nào cũng không giống cái tốt bắt đầu. Tô Minh An mở ra thông tin cá nhân giao diện, tài liệu cá nhân, tính danh. Tô Minh An số hiệu. BI 3030 đẳng cấp. Nhất giai nhất vinh dự. Chỗ chống thành tựu. Chỗ chống chức nghiệp. Chưa đạt được kỹ năng. Chỗ chống HP. 500 pháp lực. 100 cộng 10 sao 4, hồi phục tốc độ 5 một phút thể lực. 5 lực lượng, 4 nhanh nhẹn, 5 tinh thần, 9 mị lực, A may mắn, E điểm tích lũy, 140 sức chiến đấu cho điểm. 68 sau đó, hắn nghe được hệ thống âm thanh, đạt được thành tựu, xa xôi vô tận chỗ. Một tỷ sinh linh bên trên, là ngươi công khai diễn thuyết đạt được thành tựu điểm tích lũy 40 điểm, đạt được vinh dự tân thủ cửa ải đệ nhất nhân. Một tỷ sinh linh trước mắt người mạnh nhất, thỉnh bảo chỉ ngươi vô thượng ý chí chiến đấu. Đạt được vinh dự điểm tích lũy 40 điểm. Tô Minh An liếc qua chính mình hiện hữu điểm tích lũy, 220 điểm. Dựa vào đại đa số người tân thủ cửa ải tình huống, bọn họ chia đều điểm tích lũy nên tại 30 đến 70 điểm, mình đã đơn giản ưu thế hắn đột nhiên phát hiện chính mình, tử vong hồi sinh, kỹ năng, cũng không có tại tư liệu trên bảng biểu hiện. Độc hữu kỹ năng, hắn minh xác trong lòng mình suy đoán, đây là một cái chỉ có chính mình biết đến bí mật, tuy rằng không biết từ đâu mà đến. Hắn nghĩ tới một cái khả năng. Có lẽ, ngay cả thế giới trò chơi không biết tên phía sau màn hắc thủ, cũng không biết chuyện này. Dù sao kỹ năng này quá mức nghịch thiên, giống như là chuyên vì phá hư cân bằng mà sinh. Bên cạnh, một người mang kính mắt nam sinh nói: "Nhưng chúng ta không biết thời gian cụ thể điểm, nhưng nhốt tại loại địa phương này khẳng định không được, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi đi." Một chuyến này tổng cộng 6 người, nói ngắn gọn chính là Đại Hán, gã đeo kính, quần áo học sinh nữ học sinh, ô phục trung niên nhân, cùng Bạch Lĩnh nữ tính cũng thật là tiêu chuẩn phối trí làm đám người này còn tại thời điểm mê mang tô minh an đã ngay lập tức điều ra cái gọi là kỹ năng mua cột phía dưới bắt đầu tiến vào thu hoạch kỹ năng phân đoạn kiểm tra người chơi vss hồ sơ hoàn mỹ thông quan kỹ năng hồ sơ vị định là xa hoa nhất đạt được cao cấp kỹ năng xác suất tăng lên rất nhiều rút ra một lần kỹ năng phí tổn vì 120 điểm tích lũy, phải chăng lựa chọn, hắn điểm là, đạt được sử thi, hồng cấp tiềm lực kỹ năng. Phân thân, có thể tiến hóa, phân thân LV1, hao tổn pháp lực 80. Người lấy thực lực bản thân hao tổn 1 phần 3 đại giới, phân ra một cái phân thân. Phân thân cùng bản thể nguyên thực lực giống nhau, phân thân tử vong thì bản thể khôi phục thực lực bản thể có thể thông qua tiếp xúc phân thân đến thu hồi nó, cũng có thể lựa chọn nhường phân thân trực tiếp bạo tác. Phân thân sức chiến đấu cùng lên tinh thần một chút số trực tiếp tương quan. Chú thích, kỹ năng tiềm lực từ thấp đến cao tiềm lực đẳng cấp là Phổ thông, bạch cấp, tiến dai, lục cấp, hy hi hữu, lam cấp, sử thi, hồng cấp, hiếm thấy, màu tím mắt nhìn còn giữ 100 điểm tích lũy, hắn lựa chọn tại cấp A kỹ năng trong biển vớt một đợt, dùng đi 80 điểm tích lũy, đạt được hy hi hữu, làm cấp tiềm lực kỹ năng. Mẫn diệt có thể tiến hóa, mẫn diệt LV1 hao tổn pháp lực không chừng. Ngón tay của ngươi đi tới chỗ, có thể bị mẫn diệt năng lượng sở hòa tan, uy lực quyết định cho đầu nhập pháp lực giá trị, còn lại 20 điểm tích lũy, hắn dùng tại 4 di ra điểm lên mỗi điểm cần 10 điểm tích lũy, về mặt sức mạnh tăng thêm một điểm, trên tinh thần tăng thêm một điểm về sau, hắn đóng lại cửa hàng, chúc mừng người chơi tinh thần đột phá 10 điểm. Đạt được trụ cột kỹ năng, tinh thần chống cự, tinh thần chống cự LV1. Người đối người khác tinh thần công kích có nhất định chống cự năng lực. Cửa hàng chuyên mục còn không có mở ra, Tô Minh An cuối cùng mắt nhìn bảng, lực chiến đấu của mình là 188. Lúc này, nam sinh đeo kính tựa hồ rất muốn gánh chịu trong đội trí giả chức vụ, lập tức bắt đầu phân tích. Tuy rằng không biết gặp phải cái gì nguy cơ, nhưng vẫn là trước hết nghĩ biện pháp ra ngoài đi, chúng ta ở vào vị trí nên tại ngục giam loại hình địa phương, cưỡng ép mở cửa giám chắc được không thông. Lực chiến đấu của ta là 86, ta cảm thấy trước tiên có thể trao đổi một chút, các ngươi biết đây là tình huống như thế nào sao, trung niên nhân nhìn có chút mê mang. Tận thế là cái gì? Là loại kia núi lửa phun trào tận thế sao, gã đeo kính lời nói bị đánh gãy, hắn tựa hồ còn muốn nói điều gì, bên cạnh Tô Minh An nhưng lại đi thẳng hướng về phía lan can sát. Uy, tình huống bây giờ không rõ, ngươi không cần loạn đi, gã đeo kính vừa kêu, liền nhìn xem Tô Minh An ngón tay tại khóa cửa bên trên một vòng, tiếp lấy liền truyền đến, Zera, âm thanh. Cửa mở mẫn diệt trên ngón tay vừa để xuống tức thu tô minh an bước ra một bước rời khỏi nơi này bạch lĩnh nữ nhân nhìn một chút đội ngũ tình huống cũng trực tiếp co cẳng rời đi mấy người nhìn nhau đại hán kia tung ra một câu hắn là thế nào đi ra nam sinh đeo kính nhíu nhíu mày đợi một chút hắn còn muốn duy trì được cái này tiểu đội dù sao nhiều người lực lượng lớn chúng ta còn chưa hiểu tình huống các ngươi không nên tùy tiện rời đội ta ta có thể hay không từ bỏ a à, run lẩy bảy nữ học sinh giơ tay lên không phải nói có thể làm người xem sao ta không nên mạo hiểm ta muốn trở về chỉ có tự sát mới có thể trở thành người xem nguyên bản đi ra tô minh an dừng bước quay đầu người muốn tự sát sao ta ta nữ học sinh liều mạng lắc đầu không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng đại hán lập tức giữ gìn lên nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người nữ học sinh đến đừng sợ nói đến cháu gái của ta cũng giống như ngươi lớn cũng không biết nàng bây giờ ở nơi nào có sợ hay không tiếp xuống chúng ta bảo hộ ngươi ngươi chỉ cần theo sát chúng ta liền tốt đúng ngươi năng lực cụ thể là cái gì a à, ta năng lực của ta là không có chút nào phòng bị nữ học sinh đưa nàng tin tức toàn bộ nói ra Tô Minh An quay người rời đi. Ngay tại vừa rồi, hắn đã nhận được thuộc về mỗi vị người chơi đặc hữu nhiệm vụ. Hoàn nghênh các vị người chơi đi vào cái thứ nhất thế giới, thế giới tên. Thành phố ích tận thế, kịch bản nhắc nhở. Tòa thành thị này, có được như vậy sáng tỏ hy vọng. Độc lập với cá thể sinh mệnh bên trên, tên là. Đại nghĩa lớn hơn tiểu nghĩa, vĩ đại, hy vọng, cố sự bối cảnh. Long Quốc thành phố X vì toàn thể người chơi vì lần thứ nhất tiến vào trò chơi, trò chơi trong đó tự động lĩnh ngộ nơi đó ngôn ngữ. Trò chơi kết thúc sau hủy bỏ toàn thể người chơi trụ cột nhiệm vụ. Sinh tồn, sống đến ngày thứ 15, nhiệm vụ áp cấp. Tìm được kháng thể, hoàn mỹ thông quan. Suy đoán ra tận thế bộc phát bí mật, đạt tới te kết cục cứu vớt, không cách nào cứu vớt thế giới hiện tại tồn tại hai đầu kết cục đi hướng, sẽ căn cứ người chơi hành vi tiến hành sửa đổi thế giới này mấu chốt NPC. Đóa đóa, hàn diên diên cùng trần lệ mẫn chi nữ thế giới này manh mối mấu chốt địa điểm. Thành phố X bệnh viện, phòng thí nghiệm, khoảng cách tận thế bắt đầu. 5 ngày, cái này nhiệm vụ áp cấp, nhìn qua cho cá biệt cường đại người chơi chuyên môn chuẩn bị. Hoàn Mỹ thông quan, nhìn qua càng xa không thể chạm trụ cột nhiệm vụ vẻn vẹn yêu cầu còn sống mà thôi có thể thấy được thế giới này sinh tồn độ khó sẽ phi thường lớn quả thật tận thế thế giới bên trong mọi người tụ tập lại sẽ có càng nhiều dung sai nhưng điều kiện tiên quyết là đồng đội không phải heo sẽ không ở trong lúc nguy cấp đem ngươi một cái đẩy tới vách núi theo vừa rồi hai vị kiên nam tính biểu hiện đến xem cái đội ngũ này cũng không như thế nào hòa hợp cũng không có bao nhiêu tín nhiệm tên kia thông minh bạch lĩnh nữ tính chắc hẳn cũng là nhìn ra điểm này lưu xá ai người nhìn qua rất nhàn nhã đây đột nhiên một đầu mưa đạn theo tầm mắt trên nhất bưng ung dung thổi qua đây đại khái là chết đi người chơi trở thành một tên bị thanh không toàn bộ điểm tích lũy cùng thực lực người xem ngẫu nhiên điểm tới hắn trực tiếp ở giữa tuy nói người này chết được cũng quá sớm thông qua cùng cái này người xem giao lưu tô minh an biết bị đào thải trở thành người xem người tạm thời không thể tiến hành mạo hiểm trừ phi bọn họ thông qua xem trực tiếp viết công lược nước diễn đàn những thứ này đạt được nhất định điểm tích lũy mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu mạo hiểm hơn nữa cũng muốn đợi đến kế tiếp thế giới bắt đầu mưa đạn không được tiết lộ phó bản cùng người chơi có dùng tin tức thông cửa thông báo phó bản kịch bản loại hình sự tình sẽ không tồn tại nhiều lắm là lên một cái nhận thức tác dụng trực tiếp giao diện tương tự phổ thông trực tiếp bình đài nhiệt độ càng cao càng ở phía trước cái này người xem hẳn là hôm nay chết bởi tập kích tiện tay điểm một cái trực tiếp ở giữa liền đi vào không có gì nhiệt độ a người nếu không thì đổi cái trực tiếp ở giữa tên đi cái này người xem nói nhiệt độ cao trực tiếp ở giữa cuối cùng sẽ có điểm tích lũy ban thưởng. hơn nữa nhiều người cũng có thể giúp ngươi xuất một chút chủ ý, dù sao mạo hiểm người chơi không nhiều. Tất cả mọi người không muốn chết đến chết đi, liền dựa vào các ngươi những thứ này chịu làm nhiệm vụ người. Thân là mạo hiểm người chơi Tô Minh An không nhìn thấy người khác trực tiếp ở giữa, chỉ có thể nhìn thấy chính mình trực tiếp ở giữa tên, nhiệt độ, còn có mưa đạn. Lúc này trực tiếp ở giữa tên hắn không đổi quá, bình thường một cái Tô Minh An trực tiếp ở giữa. Tô Minh An cảm thấy có chút ý tứ, này rất giống hắn tại làm ấp chủ lúc trực tiếp. Người cảm thấy nên như thế nào đổi, độc thân ngược sát zombie, hoặc là nghiền ép tận thế loại này tên. Người lên một cái có lực hấp dẫn chứ. Tô Minh An nghĩ nghĩ, đem tên đổi thành thế giới trò chơi online nghỉ phép hắn thử một chút phát hiện trực tiếp nội dung là có thể hoán đổi hắn có khả năng hạn chế người xem quan sát nội dung thời khắc mấu chốt cũng có thể đóng kín dù sao mở trực tiếp cũng không thể cái gì đều truyền bá kia không tốt lắm ngộ nhỡ có cái gì phiến mạch ca người nhìn rất nhàn nhã dẫn chương trình dẫn chương trình ngươi tân thủ cửa ải bình xét cấp bậc là bao nhiêu a à? người xem lão ca nói đợi ta quay về mạo hiểm ngày nào đó ngươi có thể nhất định phải mang mang ta chúng ta chân đá lão bản thỏ quyền đả chủ sự chỗ mạo hiểm dẫn chương trình người chơi cùng người xem nhưng thật ra là cộng sinh quan hệ người xem vì mạo hiểm người chơi cung cấp đề nghị mạo hiểm người chơi cũng vì người xem cung cấp viết công lược tài liệu trợ giúp bọn họ thông qua những phương thức khác đạt được điểm tích lũy mà liền tại tô minh an cùng cái này duy nhất người xem nói chuyện này một hồi trực tiếp ở giữa nhiệt độ dần dần tăng đi lên cũng có ba bốn mươi số mưa đạn có lẻ tẻ một hai cái nhưng tô minh an tạm thời không đối trực tiếp hạ cửa ải quá lớn chú trước mắt tình cảnh quan trọng hơn nơi này chính là tận thế hắn bước ra ngục giam trông thấy bên trái là một đầu thật dài thâm thúy con đường quơ một vòng hơi sáng ánh sáng bên phải thì là một đầu sâu không thấy đáy con đường đen được như là vực sâu hắn hướng về bên phải đường đi tới theo thô giáp vách tường âm thầm vào một gian toàn bộ màu đen gian phòng trong phòng này yên tĩnh chỉ có đồng hồ tí tách tí tách thanh âm đang vang lên bá kinh phong ở trước mắt cạo qua tô minh an giơ tay lên tinh chuẩn nắm vào tập kích người trên cánh tay trong bóng tối song phương lẫn nhau thấy không rõ hắn giơ chân lên chính là một cái lên gối trên tay mẫn diệt chợt lóe lên đối phương truyền đến cánh tay bị thương kêu đau ánh đao đình trệ một lát mà đầu gối của hắn cũng không trở ngại chút nào thọt tới bụng đối phương bên trên bành đối phương tựa hồ bị một kích này quăng bay đi ra ngoài, trùng trùng đâm vào trên mặt đất, thế giới trò chơi hiện có người chơi. 1 tỷ 117 triệu 676 nghìn 882 người, no. Một thứ nhất người chơi thân phận bại lộ tại chương 35, sẽ không luôn luôn ẩn, no, hai toàn nhân loại trên ý nghĩa trò chơi chân chính bắt đầu. Chương 14, no, ba sau đó lại không kịch thấu. Bài này là dần vào giai cảnh hình, chỉnh thể phó bản cố sự cùng phục bút sẽ tại một cái thế giới kết thúc lúc hoàn toàn bày ra. Có thể thử nhìn một chút đến B2 ngày mai, 14 chương, B3 giữ quang đồng trần, 35 chương, hoặc thế giới thứ nhất kết thúc, vạch trần toàn bộ thiên phục bút đáp án không biết 40 chương. Đại bộ phận độc giả là xem hết này mấy chương sau vào hố có được tử vong hồi sinh cũng không phải là không hề khó khăn, đây không phải thông thường trên ý nghĩa bạo lực phó bản trò chơi. Tân thủ phó bản quá trình rất đơn giản, đến tiếp sau phó bản vô luận bối cảnh cơ cấu vẫn là kịch bản quá trình đều sẽ phức tạp rất nhiều. Giải mã loại phó bản cần trí thông minh, kịch bản loại phó bản cần cùng các loại NPC liên hệ, đi không được cùng kết cục tuyến. Minh An càng nhiều dựa vào trí lực cùng EQ giải mã làm một cái ai thứ nhất người chơi tô minh an đặt ở các bạn đọc bên trong có thể cùng hắn nói chuyện phiếm trò chuyện hải đăng lý luận trò chuyện hắn đối với thế giới cùng nhân loại tương lai cách nhìn cái này triết học ra ngôn ngữ tại không ngừng đổi mới cùng tiến bộ Bầy bên trong còn có họa sĩ cùng ta vẽ ra quyển sách manga cùng cg tranh minh họa hoan nghênh tới chơi bảy hào 83689427, tông môn có đệ tử tấu hạ y không hạn quấy, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ cười văng cái nết ra ngoài. Thứ nhất người chơi phong giao thị bất cú bốn chương lục soát chứng phân đoạn. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Tô Minh An hướng người kia ngã xuống phương hướng đi có lẽ đối phương là xuất phát từ lòng cảnh giác nghĩ trước khống chế lại hắn, nhưng hắn phản kích lại cũng sẽ không giới hạn trong phòng vệ chính đáng phạm trù. Tại lúc này, bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một trận chói tai, xẹt xẹt âm thanh. Màn ảnh trên vách tường đột nhiên sáng lên, thành nơi đây duy nhất nguồn sáng trong màn hình là một cái người chủ trì tại thông báo tin tức, nhưng sắc điệu lại là quỷ dị lục sắc, ngay cả người chủ trì kia trên mặt đều hiện ra sơn giống như ánh sáng xanh lục. Năm ngoái tại hoành cảng hiệu buôn ngược không biết tật bệnh, đã ở năm nay đạt được hữu hiệu khống chế. Theo quan chắc, khuẩn nấm loại sản phẩm bên trong nguyên tố có thể trợ giúp mọi người hữu hiệu dự phòng tật bệnh, các bệnh viện lớn đã thông qua khuẩn nấm rút ra vật tự tay chế tác làm vaccine người chủ trì rõ ràng thông báo tin tức bối cảnh chính là áo khoác trắng các bác sĩ bận rộn cảnh tượng mượn nguồn sáng tô minh an cũng nhìn thấy cái kia bị hắn một cước đạp bay người nàng có một đôi mắt phượng mắt thần minh sáng lưu loát dài đuôi ngựa rơi vào trên vai của nàng là vừa rồi cái kia đột nhiên rời đội bạch lĩnh nàng lúc này ngã trên mặt đất tóc đen lộn xộn dán tại hai gò má trên cánh tay có một đạo bị hòa tan vết thương kinh khủng Tô Minh An đi lên trước, liền muốn bổ khuyết thêm một cước. Nhưng hắn bỗng nhiên chú ý tới động tác của nàng. Nàng tựa hồ muốn rút súng, thỉnh các cư dân chú ý cá nhân vệ sinh, tận lực tránh đại quy mô tụ tập. Chúng ta sẽ xin tin tưởng chính phủ nhất định. Đột nhiên, trên màn hình xuất hiện bông tuyết Xẹt xẹt, chói tay âm thanh càng rõ ràng, người chủ trì tiếng nói cũng bắt đầu đứt quãng, màn hình dần dần thẻ thành gạch men, ngay cả người chủ trì ngũ quan đều điên đảo vặn vẹo, thẳng đến cuối cùng. Màn hình lóe lên, hết thảy quay về cho tịch. Trong bóng tối, bên tai chỉ có đồng hồ tí tách thanh thúy thanh. Tô Minh An tại màn hình tối đi trước, chú ý tới bên cạnh trên bàn có đèn pin. Hắn sờ soạn một cái tới, mở ra khai quan, lại đem một cái khác sờ qua đến, hướng về nữ nhân vị trí ném tới. Đèn pin rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, khai quan mở ra, ánh sáng chiếu sáng vùng này. "Cho ta", nữ nhân từ dưới đất chậm rãi bò lên, có chút ngoài ý muốn. "Cầm trước", Tô Minh An nói, hắn làm như vậy, chủ yếu là lúc trước chú ý tới nữ nhân muốn rút súng động tác trong bóng tối, nếu là hắn lại tới gần, đối phương thật sẽ nổ súng. Chỉ ít hiện tại, hắn khó có thể cùng vũ khí nóng sở chống lại. Nếu như ném một cái đèn pin cầm tay hành vi có khả năng tiêu trừ mâu thuẫn lời nói, hắn cũng không đến nỗi ngạnh sông vũ khí nóng uy hiếp đi giết đối phương. Mãng phu am hiểu cho gây mâu thuẫn, đem tự thân đặt trong nguy cơ, mà hắn không hy vọng bị quản chế cho mâu thuẫn. Đương nhiên, bởi vì hắn có trở về, tỷ lệ sai số sẽ càng cao. Nếu như nàng có cái gì dị động, hắn cũng sẽ không khách khí. Liên quan tới chính mình, tử vong hồi sinh, đặc biệt kỹ năng, Tô Minh An có rất nhiều suy đoán. Hắn cũng không có đem nó xem như chuyện đương nhiên, kim thủ chỉ, hoặc là xem như để cho mình nhảy lên làm long ngạo thiên dựa vào, mà là tại suy nghĩ nó nơi phát ra. Cùng với chọn chúng chính mình nguyên nhân dựa vào vũ trụ mà nói, vũ trụ mỗi một lần sinh ra, khả năng đều là năng lượng lắng động thành vật chất, vật chất chuyển hóa thành năng lượng quá trình khá dài. Giống nhau tham số sáng tạo ra loại này, luân hồi, mà khác biệt tham số có thể khiến được mỗi một lần, luân hồi, phát sinh biến hóa. Mà dựa vào đa chiều vũ trụ giả thiết, vũ trụ là vô số cái kính tượng, nên có người quan chắc trong đó một cái giờ vũ trụ, lượng biến đổi gia tăng, thời gian tuyến phát sinh cải biến. Sự kiện tương lai phát triển cũng sẽ tùy theo cải biến. Như là Mobius chi hoàn, đem một cây tờ giấy thay đổi 180 độ về sau, đem hai đầu dán đứng lên làm thành giấy vòng chính là Mobius vòng. Nếu mọi người tại Mobius hình cái vòng trên đường cái hành tàu sẽ vĩnh viễn đi không được đến cuối cùng, tựa như ở vào vô tận tuần hoàn bên trong nhưng nếu là giấy vòng bên ngoài người đưa tay ra xé đứt giấy vòng liền sẽ đạt tới phá cục hiệu quả như vậy hắn sẽ là cái này kéo đứt giấy vòng người sao những thứ này luân hồi chi thuyết đều là phỏng đoán thuộc về bí ẩn chưa có lời đáp phạm trù là đương kim nhân loại không cách nào hiểu thấu đáo lĩnh vực như vậy đến tột cùng là cái gì chưa giải bí ẩn đưa ra hắn loại này kéo đứt giấy vòng năng lực có được loại này vượt qua lẽ thường tại quy tắc bên trên năng lực chính mình phải chăng mang ý nghĩa chính mình có được một loại nào đó phá cục năng lực địch tinh bị cao duy sinh vật thống trị mà hắn là có được loại này phá cục năng lực người nếu như tâm hắn an lý được địa lợi dùng loại năng lực này làm cái gọi là mạnh nhất người chơi nghiền ép người khác trang bê đánh mặt sẽ hay không phụ lòng loại này rõ ràng có thể phá cục năng lực tô minh an nghĩ rất sâu nhưng như thế nào phá cục loại năng lực này phải chăng lừa gạt được cao duy sinh vật, hắn cũng không hiểu biết. Còn cần càng nhiều tin tức, như vậy, về sau thời gian, hắn sẽ lại làm thăm dò. Đem sở hữu không có khả năng bài trừ về sau, hắn sẽ có được lý tưởng kết quả. Hiện tại chỉ là đang thu nhỏ lại phỏng đoán phạm vi. Ánh mắt của hắn sẽ không giới hạn cho trước mắt phó bản cùng các người chơi đấu tranh bên trên. Hắn vô cùng rõ ràng rõ ràng chân chính địch nhân là phân hóa nhân loại sắp xếp giai cấp muốn để bọn hắn tự giết lẫn nhau chủ sự chỗ những cái kia tuyên bố muốn thống trị thế giới trò chơi ta muốn đạt được tốt nhất trang bị trở thành mạnh nhất các người chơi rất hiển nhiên đã chúng cái này bộ hắn đem những thứ này phỏng đoán xếp vào trong đầu trí nhớ lầu các tiếp tục điều tra manh mối có lẽ bởi vì nơi này đường quá tối những nhân tuyển khác chọn một con đường khác nơi này luôn luôn không có người khác tới hắn đánh đèn pin tìm kiếm phát hiện đây là một cái tương tự phòng thí nghiệm gian phòng người phát hiện vật phẩm bồn nuôi cấy bồn nuôi cấy bên trong cái gì cũng không có có lẽ đạp nát có thể dùng để giết người người phát hiện vật phẩm không ống nghiệm không ống nghiệm nếu như thiếu hụt chén nước có thể coi như uống rượu nho lãng mạn khí cụ người phát hiện vật phẩm cụ nát giá gỗ cụ nát giá gỗ ban đêm dựa vào ngủ tuyệt hảo tốt vật sao người phát hiện manh mối bát chứa chất lỏng ống nghiệm manh mối bát chứa chất lỏng cái bình bên trong có khả nghi chất lỏng, có lẽ đối với phát hiện chân tướng có cái gì trợ giúp. Chú thích, thông qua che giấu kỹ năng giám định thuật hoặc có được hóa học tương quan kỹ năng chứng giám định chất lỏng tính chất manh mối đã ghi vào manh mối cột bên trong, có thể tùy thời xem xét. Đạt được thăm dò điểm tích lũy 10 sao 1. Manh mối phía sau số lượng là bát. Ý vị này, manh mối chỉ ít có 8 cái. Tô Minh An cầm lấy cái kia cái bình, bên trong chất lỏng màu tím như là xinh đẹp tử thủy tinh, lóe ra mê người lộng lẫy. Không có cái gì hữu dụng phát hiện, ngươi bên này đâu. Nữ nhân đi tới, ánh mắt quét dọn kia quản cái bình. Người biết đó là cái gì, nàng tựa hồ quên đi lúc trước đột nhiên xuất thủ, giống như là không muốn nhắc lại chuyện này. Cầm trong tay của nàng đèn pin, cũng mất nghĩ rút súng động tác potassium permanganate dung dịch Tô Minh An nói, nữ nhân ánh mắt sáng lên, "Ta không hiểu hóa học, ngươi là hóa học phương diện chức nghiệp, không phải ta đoán." Tô Minh An buông xuống cái bình. "Thật đáng tiếc, phụ lòng ngươi kỳ vọng, ta chỉ là một giới thường thường không có gì lạ học sinh, tuổi tác xác thực giống." Nữ nhân nói. "Ý kia là phương diện khác liền không giống rồi." Tô Minh An từ chối cho ý kiến nữ nhân theo bên cạnh hắn đi qua, đột nhiên một cái lảo đảo, cái gì rác rưởi đạp phải ta. nàng cau mày nhìn xuống phía dưới. Tô Minh An vừa nhìn sang, chỉ nghe thấy nàng rít lên một tiếng. A à, ầm, đèn pin rớt xuống đất, thanh âm ở trong phòng ung dung tiếng vọng, sáng quang quơ một vòng lại một vòng. Tô Minh An đem ánh sáng đảo qua đi, nhìn thấy nằm dạp trên mặt đất một cái hư thối tay gãy theo nho nhỏ một vòng ánh đèn nhìn sang, có thể nhìn thấy thi thể kia trên thân vỡ vụn quần áo cùng khuếch tán đốm đen, trên mặt đất ngưng kết khô cạn, hắc yến bình thường máu đen khối. Thi thể một cái tay dùng sức hướng về phía trước đưa, ngay cả màu đen móng tay đều đã đứt gãy, có thể thấy được hắn trước khi chết tiếp nhận bao lớn thống khổ. Càng quỷ dị chính là, thi thể kia bên trên toát ra khuẩn nấm, nó phảng phất lấy người huyết nhục vì bùn đất sinh trường, nhìn qua vẫn tươi non nhiều chất lỏng, cùng kia chết héo thân thể hình thành tranh lệch rõ ràng. Tô Minh An rút ra trên bàn gậy gỗ đi lật thi thể kia mặt nhìn thấy có tươi non khuẩn nấm theo thi thể khô cạn trong hốc mắt mọc ra, xinh đẹp giống một đóa dù nhỏ. Ngươi, ngươi còn đi xem. Đằng sau truyền đến thanh âm xem ra sự tình cùng khuẩn nấm thoát không khỏi liên quan tô minh an ngồi thẳng lên trong tay ánh sáng dần dần hướng về trên mặt tường quét tới hắn cũng không cảm thấy sợ hãi người sở dĩ sợ hãi ô nhiễm là bởi vì tại người trời sinh sinh tồn bản năng bên trong nhìn thấy mang theo tật bệnh vật thể liền sẽ sinh ra phản cảm vì vậy khủng bố trò chơi giỏi về dùng ô nhiễm cùng sạch sẽ khái niệm làm ra khu cách Đem không thể lý giải đồ vật bệnh lý hóa, phóng đại mọi người đối với không biết sợ hãi. Không có ý nghĩa tránh né cùng hoang mang rối loạn chỉ biết phóng đại sợ hãi sẽ khiến cho cấp tốc truyền nhiễm, đây là một loại không lý tính hành vi. Ý đồ đem không biết biến thành đã biết mới là ngăn trở sợ hãi tốt nhất phương án. Cùng cục, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy trên mặt tường xuất hiện một vòng đen nhánh trong tay quang thiểm một cái chớp mắt, đột ngột diệt, ngài đã tiến vào te tiến đường hái nấm tiểu nữ hài kịch bản nhắc nhở. Người thấy được, tòa thành này hy vọng sao, kia là sinh trưởng cho trên thi thể, tên là, hy sinh, hy vọng. Lấy khuẩn nấm làm manh mối, nhưng có trợ giúp người chơi tìm kiếm thế giới này cuối cùng bí mật. Tô Minh An đột nhiên nghe được một trận tiếng cười như chuông bạc. Tự hồ có người nào, tại cổ của hắn sau nhẹ nhàng hơi thở, một luồng ý lạnh truyền đến. Văn cầu ngươi, mau tới, mau cứu ta đi, nàng nhẹ nhàng nói, mang theo một luồng rất nhỏ giọng nghẹn ngào. Hắn quay đầu lại, lại cái gì cũng không có. Tựa như là nghe nhầm rồi. Lại nói, mị lực A, cũng không về phần đối với boss cùng quỷ quái có hiệu lực đi ngài đã gây nên thế giới này mấu chốt NPC chú ý, hoàn mỹ thông quan tiến độ. 5% thế giới trò chơi hiện có người chơi. 1046 5806 32 người tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.